Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Võ Lâm Bá Đồ của tác giả Hà Tả. Tập 10. Chương 91. Trốn thoát. Một hòn đảo nào đó, Thải Vân Phi kêu lên thảm thiết, sao cháo mùng 8 tháng chạp lại không có tác dụng tăng cường nội lực. Tăng cường nội lực? Sao ngươi biết được điều này? Một đảo chủ hỏi. Trong sách có viết. Không phải cũng biết rằng muốn học Thái Huyền Kinh thì phải mù chữ à? Người chơi trò chơi còn đặt biệt danh cho mình thì có gọi là mù chữ được không? Nhà thiết kế chơi xấu người tưởng có cách thức gian lận đấy. Mọi người đã uống hết chưa? Bây giờ luận võ đoạt kinh. 10 người chia thành 2 nhóm, 2 người đứng đầu mỗi nhóm sẽ thăng cấp, sau đó thi đấu loại trực tiếp. Ai dàn xếp trận đấu sẽ bị giết 3 lần. Trên đảo có điểm hồi sinh. Sau khi chạy cuống cuồng suốt 10 phút, Pháo Thiên Minh cũng nhận ra đây là con đường cụt, nơi này là một đại sảnh, ngoài một hồ dung nham cuộn trào khổng lồ ra thì không còn gì khác. Pháo Thiên Minh nghe tiếng bước chân nặng nề ngày càng đến gần, cúi đầu cầu nguyện lương tâm của Nhiếp Phong nổi lên dùng thân mình dẫn dụ Kỳ Lân. Đồng thời trong lòng chửi thầm, sách của lão Mã đâu có phải võ hiệp, Kỳ Lân còn xuất hiện, bảo người ta sống sao. Một quả nho đỏ tươi nổi lên ngay giữa hồ dung nham, không bị luộc chín cũng không bị chìm. Bóng dáng Pháo Thiên Minh lóe lên, nhảy vượt qua hồ dung nham, đồng thời nắm lấy một quả nho vào tay, sau đó nhảy phăng qua một tảng đá nhỏ màu đen nhô lên. Huyết Bồ Đề, tăng 10 cấp bậc nội lực cao nhất. Pháo Thiên Minh thử nhét vào miệng nhưng bị nhắc, ăn vào trong Lăng Vân Quật sẽ không thể tiêu hóa. Ý là chết rồi thì không khách khí nữa, kể cả băng tâm quyết cũng là cùng một loại. Muốn dùng bảo bối này vẫn phải sống sót ra ngoài. Hỏa Kỳ Lân đã tới, cách xa 10 trượng nhìn chòng chọc vào Pháo Thiên Minh, quay đầu đập một cái vào vách động, đá phía sau nó kêu lốp bốp sụp xuống, chặn hết lối ra. Hỏa Kỳ Lân gầm lên định lao tới, tiếng hô của Pháo Thiên Minh, khoan đã. Chuyện gì? Hỏa Kỳ Lân rất có phong độ, nhất định phải để người ta nói hết. Trong trường hợp nào ngươi sẽ không ăn ta? Câu hỏi này sâu sắc đấy. Nếu ngươi tự sát, ta ăn ngươi sao được? Vậy có thể đợi ra ngoài Lăng Vân Quật rồi mới ăn ta không? Kỳ Lân nghi ngờ một lúc rồi tức giận gầm lên, đưa Huyết Bồ Đề ra đây. Giống, thần thú như ngươi còn cần thứ này làm gì? Ra ngoài đã là lỗi vô địch rồi. Kỳ Lân liếc xéo Pháo Thiên Minh một cái rồi hỏi, vậy ngươi nói xem, nữ nhân cần nhẫn kim cương làm gì? Pháo Thiên Minh suy nghĩ một lúc rồi khóc lóc, xin ngài cứ ăn đi. Lúc này Kỳ Lân do dự, nó đi qua đi lại rồi nói, ngươi có thể lấy Huyết Bồ Đề ra trước rồi mới để ta ăn không? À, ha ha, ngươi dám ăn thì cứ ăn đi. Pháo Thiên Minh rất đắc ý. Ai? Kỳ Lân thở dài, không thể ăn được nữa, chỉ có thể giết thôi. Nói xong, Kỳ Lân lao thẳng về phía Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh tránh né, chạy vòng quanh cái hồ dung nham lớn, chơi trò đuổi bắt. Cùng Kỳ Lân, cái hồ này dài gần 500 thước. Tuy Kỳ Lân có thể bước qua dung nham ở giữa nhưng thân hình quá khổ nên không thể nào đuổi kịp Pháo Thiên Minh. Sau khi phun ra ngọn lửa dài 20 trượng vài lần mà vẫn không có tác dụng, nó chỉ biết gầm thét tức tối. Pháo Thiên Minh tăng nội lực lên 4 thành, tăng khả năng chống nhiệt lên 2 thành. Đây là miễn cưỡng dùng du nhận hữu dư để duy trì. Nhưng cũng đã đủ. Bằng hữu của ngươi ở trên kia làm gì vậy? Sao lại có tiếng động lớn thế? Nghe thỉnh thoảng có âm thanh như sấm. Cuối cùng Diệp Tử không nhịn được phải hỏi. Hắn không trong khu vực phục vụ. Hắn đi đâu không có động tĩnh mới là lạ. Nhưng nàng phải tin ta, tiếng gầm đó không phải của hắn đâu. Hắn không lớn giọng đến thế. Nửa giờ sau, một người một thú nhìn nhau. Kỳ Lân lên tiếng, ngươi đừng chạy nữa được không? Hay là cứ để Huyết Bồ Đề xuống, ta sẽ để ngươi đi, được không? Ngươi để ta ra tới cửa, ta sẽ trả lại Huyết Bồ Đề cho ngươi. Pháo Thiên Minh sẽ không tin tưởng NPC nữa, đặc biệt là NPC kiểu này. Ta có thể tin tưởng ngươi không? Vậy ta có thể tin tưởng ngươi không? Thế là trò đuổi bắt lại bắt đầu. Pháo Thiên Minh vừa chạy vừa lấy ra một con gà quay ra cắn rồi hỏi, ngươi có muốn ăn không? Ta còn mang theo một thùng bia nữa đấy. Ngươi bao giờ nghe nói thần thú uống bia chưa? Gầm, lại nửa giờ sau, người và thú lại đối mặt. Kỳ Lân dụ dỗ, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ ăn hết thức ăn,
không bằng bây giờ tác thành cho ta đi. Không được. Pháo Thiên Minh nhìn cái túi rồi nói, ta còn có thể chạy thêm 15 ngày nữa. Thế thì cứ tiếp tục chạy đi. Kỳ Lân rất bất đắc dĩ, Pháo Thiên Minh cũng không hẳn không bất đắc dĩ, y không nỡ từ bỏ hai thứ này. Đặc biệt là chân võ nội công tăng thêm 10, đừng nói 15 ngày, nửa năm cũng chưa chắc đã luyện đến trình độ như vậy. Lại thêm nửa giờ nữa, người và thú lại truy đuổi, rồi nghỉ ngơi giữa chừng. Ngươi có thể đảm bảo sẽ không đánh lừa ta khi tới cửa hang không? Cuối cùng Kỳ Lân cũng nhượng bộ, nó nhớ ra một chuyện, đó là nó buồn ngủ. Rồi lại nhớ ra một chuyện nữa, đó là Pháo Thiên Minh cũng cần ngủ. Ta thề bằng huynh đệ thân thiết nhất của mình, nếu ta lừa bịp ngươi, hắn sẽ bị sao băng đập chết. Vậy còn ngươi, ta cũng sẽ bị đập chết cùng hắn. Kỳ Lân gật gật đầu, được. Nó nhảy lên đến cửa hang, quét sạch hai bên mở ra một lối đi, rồi tự lui về một bên nói, đi đi. Kỳ Lân theo sau áp giải Pháo Thiên Minh, không bao lâu sau đã tới cửa Lăng Vân Quật. Pháo Thiên Minh nhìn xuống dưới chân, chỉ thấy bóng tối đen kịt, chỉ có ngọn đuốc của người chơi, nhưng cũng đo được chiều cao, trong lòng y rất bất an về khinh công của mình. Lân ca à, có chuyện ta phải nói trước với ngài. Chuyện gì? Viên huyết bồ đề đó, từ sáng ta đã nuốt vào bụng rồi, chính là lúc ăn gà quay ấy. Thật sự xin lỗi, ta rất muốn trả lại cho ngài. Chưa dứt câu, ngọn lửa trên người Kỳ Lân bắn ra ba thước, miệng há rộng, một luồng lửa phun thẳng tới. Pháo Thiên Minh cũng lập tức nhảy xuống. Sau khi nhận được tin, Mã lập tức ngẩng đầu lên, thấy một người lửa rơi xuống từ từ, vội gọi, huynh đệ, qua đây. Sau khi dùng phi vân thê, thân thể Pháo Thiên Minh thực sự không tuân theo quy luật vật lý thông thường, nhưng cũng không chậm, giống như một tấm vải rơi xuống. Nhà đo của Mã rất tận tâm, dừng lại đúng vị trí trước khi Pháo Thiên Minh rơi xuống, còn tính toán trước đường bay nghiêng của Pháo Thiên Minh. Dù sao thì một người lửa như vậy cũng rất nổi bật giữa đêm tối. Bịch một tiếng, Pháo Thiên Minh không rơi trực tiếp xuống nước mà rơi xuyên qua đáy thuyền xuống nước. Sau gần 20 giây rơi từ trên 200 thước xuống, mặc dù có khinh công giảm bớt nhưng rơi vẫn là rơi, không phải thứ gì có thể cản lại. Kết quả là thuyền chìm, vì bị hư hỏng không thể thu vào túi đồ nên ba người trên thuyền chỉ có thể nhìn nước sông nhanh chóng tràn vào. Tệ hơn là bốn người một thuyền thì Pháo Thiên Minh biết bơi, và cũng chỉ có thể cứu được một người. Pháo Thiên Minh tay trái nắm cổ áo Mã, nhưng Diệp Tử lại bám chặt vào người Mã. Pháo Thiên Minh chỉ có thể cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước gào thét, da đen. Cô nương da đen, ừng ực, đã uống một ngụm nước. Chương 92, Đường Đường. Từ lúc người lửa rơi xuống cô gái da đen từ lúc người lửa rơi xuống đã sững sờ, nghe thấy tiếng gọi lập tức chèo thuyền tới cười đùa, giờ mới nổi lên à, kỹ năng bơi lội của ngươi thật tốt đấy. Pháo Thiên Minh vịn một cái, Mã vận sức bám lấy mép thuyền. Cô nàng da đen hoảng hốt nói, không thể lên được, sẽ chìm mất. Biết rồi. Pháo Thiên Minh nhảy một cái lên thuyền, rút kiếm giết một đôi tình nhân rồi nói, như vậy là được rồi. Ngươi quá vô đạo đức, vì cứu người mà giết người. Mã thở hổn hển trên thuyền, thằng nhãi, ngươi làm trò quái gì vậy? Diệp Tử nhà ta có thù với ngươi à? Mỗi lần ngươi xuất hiện là Diệp Tử nhà ta gặp xui xẻo. Mã và Diệp Tử nhanh chóng thay đổi trang bị, bàn luận về vấn đề này. Pháo Thiên Minh không để ý, đưa quyển sách cho Mã, băng tâm quyết, lục soát được trên người Nhiếp Phong, ngươi xem có thể học không? Mã cầm quyển sách nói, băng tâm quyết không trọn vẹn, người luyện có thể đả thông nhâm mạch, kết hợp với phong thần cước có vô số diệu dụng. Đọc đến đây thút thít nói, Pháo, ngươi đúng là huynh đệ. Huynh đệ, ta sẽ tặng ngươi hai bộ áo ấm mùa đông. Pháo Thiên Minh cũng cảm động nói, Mã, ngươi thật sự quá khích, ta thực sự không có ý xấu với vợ ngươi đâu. Ngươi cũng đừng quá khích rồi, toàn bộ áo ấm mùa đông của ngươi đã bị thương tâm quyên góp hết rồi. Diệp Tử bên cạnh an ủi, mẹ nó, ta phải liều chết đi kiếm tuyệt học cho ngươi, ngươi. Pháo Thiên Minh siết cổ Mã, rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Hai bộ. Pháo Thiên Minh không buông tay. Ba bộ đi. Mỗi bộ ít nhất 3.000, cộng thêm một đôi giày du lịch. Được. Cái gì thế? Lời nói của cô đen cắt ngang ý định tống tiền của Pháo Thiên Minh. Chỉ thấy cách đó 200 thước xuất hiện một quả cầu lửa lớn, là hỏa Kỳ Lân. Nó đập hai chân xuống đất, gầm lên điên cuồng, đá vụn bắn tung tóe. Trong phạm vi nửa dặm bị đá vụn bao phủ,
mơ hồ còn nghe thấy tiếng gió ù ù. Pháo Thiên Minh rơi vào tuyệt vọng. Nhưng hắn nhận ra trong mắt tất cả nam nhân có vẻ kích động. Diệp Tử, Mã gọi, đến đây. Hai người chụt một cái hôn nhau, ngay lập tức hai gã quan sai tách họ ra. Cùng một tội danh vượt quá 10 lần, xử trảm tại chỗ, sau đó giam giữ 4 giờ. Quan sai trực tiếp đại diện quan lão ra tuyên bố phán quyết. Mã khóc lóc, quy định thay đổi từ lúc nào vậy? Pháo Thiên Minh cười khẩy, đã 10 lần rồi. Các ngươi tưởng nhà thiết kế ngu à? Nói xong toàn thân hóa thành ánh sáng trắng, bộ trang phục đã rơi sạch. Thành Đô, thành phố náo nhiệt nhất Tứ Xuyên. Nói tới Tứ Xuyên không thể không nhắc tới môn phái Thục Trung Đường Môn. Môn phái này tuyển đệ tử bên ngoài và có thể là đệ tử chính thức của môn phái chính thống, nhưng yêu cầu vừa đơn giản vừa rắc rối, chữ đầu tiên trong tên phải là đường. Hơn nữa Đường Môn không có công phu cao cấp về quyền cước, binh khí hay nội công. Danh tiếng cũng vừa chính vừa tà, nói cách khác là ăn sạch chính tà. Pháo Thiên Minh mặc áo lót võ đang, run lẩy bẩy đứng nhìn lá cờ phấp phới chữ đường cách không xa. Trong lòng cảm khái, nếu mình muốn gia nhập thêm môn phái thì có lẽ chỉ có thể là Thanh Bang. Ban đầu y định đợi Sa đưa trang bị tới, sau đó nhớ ra không liên lạc được vì không trong khu phục vụ, bấy giờ mới nhớ ra người ta đang uống cháo mùng 8 tháng chạp. Pháo Thiên Minh, cấp 42, chân võ tâm pháp mức 10, phi vân thê cấp 1, thái cực kiếm. Không thấy. Pháo Thiên Minh sâu sắc cảm thán mục tiêu hiện tại là lên cấp. Dù sao trong kho của Sa vẫn còn sẵn một bộ trang phục cấp 50 chờ y. Pháo Thiên Minh vừa mua bộ trang phục thư sinh màu trắng ở cửa hàng. Một nam nhân tiến lại hỏi, huynh đệ, sau khi xuất sư mà còn khốn khổ thế này, có muốn gia nhập bang phái không? Không gia nhập, trong bang có nhiều nữ đệ tử lắm đấy. Hơn nữa mỗi ngày có 5 tiếng tổ chức luyện cấp. Pháo Thiên Minh đang định bỏ đi thì bị câu cuối thu hút, chỉ cần có võ công cấp cao, ta đảm bảo ngươi 2 ngày lên 1 cấp. 2 ngày 1 cấp, nửa tháng vượt qua 50, điều này thực sự rất hấp dẫn Pháo Thiên Minh. Bây giờ người chơi cấp 50 không ít, nhưng trong số các cao thủ Pháo Thiên Minh biết không ai vượt được 50 cả, cao nhất có lẽ là Vô Song Ngư, hôm trước liên lạc vẫn mới 46. Cái này cũng chẳng có cách nào, chẳng hạn như nhiệm vụ tuyệt học Hoa Sơn, kéo dài thời gian của mọi người không biết bao nhiêu ngày. Tất nhiên để duy trì ổn định nhân vật chính, y được miễn trừ mấy khâu rắc rối đó. Ngươi có lừa ta không? Pháo Thiên Minh quay lại hỏi. Tuyệt đối không, bang chủ của chúng ta chính là đường đường đứng đầu bảng xếp hạng, cấp 57. Không tin thì có thể đi kiểm tra. Vậy được, bang phái của các ngươi gọi là gì? Pháo Thiên Minh thật sự qua đường đường, nhưng y tiếp xúc chủ yếu là phe đấu võ luyện công tranh bá đầu vương, cấp độ thì mọi người thường không quan tâm lắm. Khải Toàn Môn. Căn cứ của Khải Toàn Môn ở ngoại ô Thành Đô là một tòa kiến trúc nhỏ, bên trong cũng rất đơn sơ. Tuy Pháo Thiên Minh chưa từng đi loanh quanh các bang phái lớn, nhưng vài người bằng hữu thì thường xuyên lui tới những nơi đó. So với miêu tả của họ, môn phái này có vẻ khá túng thiếu. Ngoài cửa là NPC cấp 15. Ba chữ Khải Toàn Môn được viết bằng gỗ đen, có lẽ tự làm chứ không mua biển hiệu hệ thống 50 vàng. Bang hội cấp 2 nhưng không có trạm dịch, món đồ xa xỉ đó bán 300 vàng, thu 50 mỗi tháng. Chỉ có nhà kho bang hội là rất gọn gàng sạch sẽ, không có chút hàng hóa nào. Nam nhân kia dẫn Pháo Thiên Minh rồi lấy máy liên lạc gọi, đường tỷ, ta có một đệ tử muốn gia nhập bang. Tất nhiên, ta lợi hại lắm. Cúp máy nói với Pháo Thiên Minh, môn chủ sẽ quay lại ngay thôi. Nửa tiếng sau, lúc Pháo Thiên Minh định bỏ đi thì cuối cùng một muội muội mặc trang phục trắng của anh hùng môn cưỡi ngựa tiến vào. Pháo Thiên Minh nhìn là biết, đây là giống ngựa chân lùn rẻ tiền nhất, so với thủ hạ của Ái Niếp Niếp có ai không phải ngựa quan đồng. Pháo Thiên Minh thắc mắc, sao bang chủ lại sống khổ cực đến thế? Ngươi muốn gia nhập bang phái à? Cô gái, hay đường đường, xuống ngựa đến bên Pháo Thiên Minh, đưa một vàng cho nam nhân kia rồi hỏi Pháo Thiên Minh. Phải, Pháo Thiên Minh ngại ngùng không dám hỏi có thật sự thăng cấp nhanh không? Họ tên, Thanh Mai Trừ Trà. Thanh Mai Trừ Trà. Cái tên này nghe quen quen. À, là Thanh Mai Trừ Tửu. Hệ thống thông báo, gia nhập bang phái Khải Toàn Môn, hiện là đệ tử cấp 1. Đi luyện cấp đi. Phía này cách đây 10 dặm có Tần Vương Lăng, chúng ta ở tầng 1 góc trái, nhớ đừng xuống tầng 2, Tần Vương Lăng cho phép PK tự do không ảnh hưởng đạo đức. Dưới đó đã bị chiếm sạch rồi, xuống không quen sẽ bị giết, khi đến hãy bật tên bang phái lên đầu.
mọi người đang chờ, ta sẽ không chờ ngươi đâu. Được, ta đi ngay. Phó Thiên Minh vừa nghe đã mất hứng, không hiểu sao mình lại vô tình gia nhập bang phái. Nhưng lần đầu đến trụ sở bang phái khiến y cảm thấy khá thích thú, y đi loanh quanh xem xét. Đây là nhà kho. Ngoài kho 9x9 của hệ thống, bang phái cũng có kho cá nhân 9x9. Còn có thầy thuốc, chủ yếu chữa trị cho những người bị đứt tay chân mất mắt và bán thuốc trị thương. Bên này là nơi buôn bán của bang phái, lợi dụng chênh lệch giá giữa các nơi để kiếm lời. Nhưng không được dùng trạm dịch, chỉ có thể chạy việt dã, chuyện cướp bóc thường xuyên xảy ra. Nếu chết trong lúc buôn bán, hàng hóa sẽ rơi ra. Ai nhặt được mang tới nộp cho thương nhân bang phái sẽ đổi được tiền. Các bạn đang nghe chuyện Võ Lâm Bá Đồ của tác giả Hà Tả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 93, loại chuyện máu chó. Phó Thiên Minh đi vòng quanh thử các chức năng NPC rồi chuẩn bị quay về thành đô, thì nhận được tin nhắn, sao ngươi còn chưa tới? Có phải tắt tin nhắn bang hội không? Ta gọi cả tiếng rồi đấy. Phó Thiên Minh giật mình, mở tin nhắn bang hội, quả nhiên thấy Đường Đường gọi, chử cha à, trả lời, đến liền. Mới chạy được nửa đường thì thấy tin nhắn bang hội có chuyện. Đường Đường tỷ, bằng hữu ta rủ ta đi giang hồ tung hoành. À, nói câu này là một người chơi cấp 50 tên kiếm khí lâm nhân. Một người chơi nữ tên Trầm Mặc Dương Cao cấp 51 tức giận nói, kiếm khí, Đường Đường tỷ luôn dẫn dắt ngươi, ngươi lên đến 50 đã bỏ đi, thế là ý gì? Ta chỉ nói thử thôi, chưa quyết định gì cả. Phó Thiên Minh nghe ra, gã này rất ngượng ngùng. Nếu là mình chắc chắn sẽ nói, đi, rảnh rỗi ghé quán rượu của ta ngồi nhé. Thôi thì cứ đi trước đi. Không được đâu Đường Đường tỷ, cao thủ cứ đi hết, hiệu quả giết quái ngày càng giảm, ta gần như mất hứng luyện cấp rồi. Phó Thiên Minh khinh thường Tiểu Dương, hóa ra cô nàng chỉ quan tâm đến chuyện đó. Không sao, cứ lui trước đi. Hôm nay chúng ta lại tìm được một cao thủ võ đang xuất sư. Dương Cao nói nhỏ, cao thủ võ đang cái gì? Đường Đường tỷ, thực ra, chồng ta bảo ta sang vô địch môn, huynh ấy nói rất khó khăn mới thuyết phục được huyết ảnh. Nghe nói mỗi tuần họ thưởng cống nạp rất hậu hĩnh phải không? Cứ đi đi, nhớ gọi ta khi có chỗ nhé. Phó Thiên Minh nghe ra Đường Đường nói mà nước mắt giàn giụa. Chẳng mấy chốc, hai thành viên trên 50 rời khỏi, còn lại một nhóm người chưa xuất sư, vừa chửi bới thiếu lương tâm, vừa mắng không phải người. Ngược lại Đường Đường chỉ nhẹ nhàng hỏi, các ngươi dám nói sau này cũng không bỏ đi chứ. Mọi người im lặng, ai cũng hiểu, kể cả Phó Thiên Minh cũng rõ phần nào. Phương thức luyện cấp của Đường Đường rất đặc biệt. Cô sở hữu công phu độc môn của Đường Môn, Tán Hoa Thiên Nữ, có thể đồng thời tấn công 36 mục tiêu trong phạm vi 400 mét cùng lúc, sát thương nhỏ nhưng lại có hiệu quả dụ quái vô địch. Đường Đường đứng giữa thu hút quái, mọi người bao vây bên ngoài tiêu diệt. Hiệu suất này thực sự rất cao. Trước đây Phó Thiên Minh luyện cấp ở Hoa Sơn, phải dùng khinh công kéo quái rồi cùng giải quyết. Nhưng bây giờ ở cấp độ này Đường Đường rất bất lợi. Ở khu vực luyện cấp cao, người bảo vệ bên ngoài không giữ nổi, chỉ có thể kéo ít. Còn khu vực trung, hạ cấp thì không đủ kinh nghiệm cho cao thủ. Kết quả các cao thủ càng bỏ đi nhiều, Đường Đường cũng từ tầng 3 về tầng 1. Phó Thiên Minh tra thử rồi cười khổ, ngoài y và Đường Đường, Khải Toàn Môn chỉ còn một người chơi ma giáo tên Kiều Nhu cấp 49. Chắc lên 50 cũng sẽ bỏ đi. Quả nhiên, đến Lăng Tần Vương, Phó Thiên Minh phát hiện Kiều Nhu cũng rời khỏi bang phái. Thậm chí không nói lời tạm biệt. Bên trái còn khoảng 7-8 người chưa xuất sư đang an ủi Đường Đường ngồi trên tảng đá. Ngươi tới rồi, bắt đầu luyện thôi. Thấy Phó Thiên Minh đến, Đường Đường cũng không nói gì, lập tức phóng 36 dao bay. Dùng chính tiểu lý phi đao, mọi người phối hợp tạo khoảng trống cho Pháo Thiên Minh. Đợi quái đến, Pháo Thiên Minh rút kiếm chém một nhát rất dễ dàng nhưng kinh nghiệm tăng 0-0.01%. Trong khi những người còn lại phải vất vả, cho đến khi Đường Đường dùng đao hỗ trợ mới dễ dàng tiêu diệt hết đợt quái này. Của ngươi là võ công cấp cao đúng không? Mạnh như vậy, nếu muốn rời bang, ngươi có thể nói trước với ta một chút được không? Đừng không từ mà biệt. Lần đầu tiên trong trò chơi, Phó Thiên Minh thấy cảm động hỏi, sao ngươi không giải tán bang luôn đi, võ công của ngươi kéo quái chắc là số một rồi. Ta chỉ muốn thành lập bang hội, chưa bao giờ nghĩ đến gia nhập bang phái khác. Sao ngươi lại đến bang của ta vậy?
thật ra, ban đầu ta chỉ định đến học hỏi một chút thôi. Nói xong Phó Thiên Minh hơi ngượng, đây quả là vẩy muối vào vết thương của người khác, người ta bị đá, giờ mình chạy tới nói, ta chỉ muốn sưởi ấm rồi đi. Nhưng Đường Đường lại cười, ngươi là người đầu tiên nói thật với ta đấy. Ta chẳng có gì cả, ngoài khả năng đưa người ta lên cấp 50, ta không có gì khác. Hơn nữa, Đường Đường nhìn đám người mới bên cạnh, nói sang chuyện khác, thôi ngươi cứ luyện tạm đi. Thật ra ta nghĩ là ngươi dẫn dắt chúng ta mới đúng. Lúc làm màu, kẻ xấu sẽ xuất hiện, rồi anh hùng lộ diện, đánh bại kẻ xấu, cưới người đẹp về sinh con. Đoạn chuyện máu chó này sắp xuất hiện rồi. Đường Đường, bang chủ của chúng ta bảo mọi người nhường chỗ cho một chút. Chỉ hai người xuất sư mà cũng biết ngại không dám chiếm chỗ này à. Người nói trông rất giống kẻ xấu. Phó Thiên Minh đợi Đường Đường phản bác, rồi giao đấu, rồi hoàng tử tuấn tú cưỡi ngựa trắng giết người đoạt trái tim mỹ nhân. Nhưng, đây là chuyện của Tôm viết, thật đáng tiếc. Này, sao lại là ngươi? Phó Thiên Minh thu kiếm lại, là người quen, cô nàng da đen. Vừa mới khiến cô nàng bị đập nát thuyền, giờ tức giận cũng phải nhịn. Giả bộ oan ức thật khó chịu. Cô nàng da đen, là ngươi à, ngươi không sao chứ? Không sao cái rắm, ta tìm ai đòi đền bù đây? Thuyền bị đập nát rồi. Ngươi bảo ta tháng sau kiếm tiền đâu để mua trang bị? Cô nàng da đen rất tủi thân. Đây không khác nào tốt bụng bị ném đá, nhưng cô cũng không trách Pháo Thiên Minh, chỉ trách cái thứ giống ngọn lửa kia. Trang bị của ngươi đâu? Cô gái da đen là người đầu tiên nhận ra điều này. Rơi hết rồi. Rơi sạch à? Sao ta không nhặt được? Ôi, ngươi thật đáng thương. Cô nàng da đen đồng cảm với chính mình trước, rồi mới đồng tình với người khác. Đường Đường nói, chử chà, chúng ta ra ngoài luyện đi. Ở đây, giờ không còn hiệu quả lắm. Đừng, toàn người quen mà. Cô nàng da đen, cô gọi mọi người sang đây chơi chung đi. Bang không phải của ta, ta hỏi. Trước đã, bang chủ bảo, đều là người quen thì thôi, nhưng vẫn nên luyện riêng từng nhóm. Ta xin gia nhập cùng các ngươi. Đường Đường tỷ, cho ta chung nhóm nhé. Cô muốn gì? Pháo Thiên Minh cảnh giác hỏi. Ta biết chắc chắn ngươi quen Tinh Ảnh phải không? Ngươi kể ta nghe chuyện của hắn được không? Vừa nhắc đến Tinh Ảnh, mắt cô nàng da đen sáng long lanh như sao. Có gì tốt đâu mà hỏi. Hắn xấu xa, vô sỉ, chiếm hết phần hạ lưu rồi. Ta có đi cướp cũng không bằng hắn. Pháo Thiên Minh rất khó hiểu. Cô nàng da đen tức giận trừng mắt nhìn Pháo Thiên Minh nói, ngươi không được nói vậy về hắn. Hắn, ta nói thật với ngươi, hắn là tình lang trong mộng của ta. Pháo Thiên Minh cố nhịn cười, cắn chặt môi để không bật cười, một lúc lâu sau mới nói với con gà mái đen đang tức giận, vậy thế này nhé. Đợi hắn xong việc, ta gọi hắn tới đây, ngươi chậm rãi tâm sự với hắn nhé. Thật sao? Cô nàng da đen như sắp bay lên. Thật. Pháo Thiên Minh cười ngặt nghẽo. Chương 94, luyện nhóm 1. Đường Đường im lặng nhìn hai người như một người ngoài cuộc. Cô vốn cũng là một thiếu nữ tính tình khoáng đạt, sau nhiều lần bị phản bội dần trở nên trầm mặc. Chỉ riêng đẳng cấp của mình mới khiến cô cảm thấy an ủi. Pháo Thiên Minh cũng chú ý đến vẻ im lặng của cô nên hỏi, sao vậy Đường Đường? Không có gì, luyện cấp thôi. Đường Đường rút ra một đống phi tiêu, tiểu lý phi tiêu, 999 nhánh một bộ, chiếm một ô trống. Pháo Thiên Minh chỉ mua phi tiêu một lần, đến bây giờ vẫn còn gần ngàn cái, nhưng nhìn thiên hạ đệ nhất đao bị rút ra lung tung vẫn có cảm giác kỳ lạ. Nơi có nhân vật chính là có chuyện. Kèm một tiếng, một thanh kiếm dài thuộc tính hoàng kim hiếm có rơi xuống. Vài người chơi cấp thấp vội vàng giành giật nhưng bị Đường Đường cầm trước. Đường Đường tỷ cho ta đi Đường Đường tỷ, ta vẫn luôn dùng kiếm trắng. Tại sao, quần áo lần trước ngươi đã lấy rồi? Đường Đường nói, đừng cãi nữa, cho Trừ Trà ấy đi, Trừ Trà vẫn dùng kiếm trắng, huynh ấy là chiến lực số một mà. Mười mấy người chơi không nói gì nữa, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận với Pháo Thiên Minh, rõ ràng rất không phục. Pháo Thiên Minh cũng là lần đầu tiên thấy kiếm màu vàng, tò mò cầm lên xem, phi mã kiếm, tấn công thượng phẩm, chất lượng trung phẩm, có 5 thuộc tính hoàng kim gây sát thương, tăng 2% tốc độ rút kiếm. Cái này dưới 100 vàng thì không thể mua được, chẳng trách mọi người nhìn mình như vậy. Có điều, Pháo Thiên Minh vẫn ngạc nhiên hỏi, cho ta, sau này có thể ta sẽ thoát bang mà. Vốn là ngươi giết,
nếu ngươi lấy trước thì vẫn là của ngươi. Đường Đường Văn Nài nói có thể ở lại thêm 2 ngày được không? Chỉ cần đưa họ lên 40 là được. Cũng đúng ý ta, Phó Thiên Minh vừa nghịch kiếm vừa quyết định nói, được, chỉ 1 ngày thôi. Bây giờ y đã hiểu tại sao bang chủ này lại nghèo đói đến thế, không đủ tàn nhẫn. Nếu ở bang hội của Sa, lấy được mà không nộp lên cho đội trưởng phân phối, tự tiện giữ lại, tuyệt đối bị khai trừ khỏi bang, rồi dẫn người giết cho đến lúc rơi vũ khí. Có thể thấy không phải Đường Đường không thích thanh kiếm này, cứ vô thức nhìn kiếm. Nhưng cô luôn nhường nhịn để đổi lấy lời cảm tạ nhất thời của người khác. Có lẽ từ trước đến nay tất cả đồ đạc đều phân phối theo cách này. Luyện cấp thì rất nhàm chán, hiệu quả của nhóm của Pháo Thiên Minh khá tốt. Sau 1 ngày, khi người chơi cuối cùng lên đến 40 và nói bye bye thì cấp độ Pháo Thiên Minh đã đạt 40 cộng thêm 50%. Cô nàng da đen đã bị thuyết phục rời đi vì hiệu quả này so với bên bang hội của cô thì quá tệ. Vậy là chỉ còn lại Đường Đường và Pháo Thiên Minh. Cảm ơn ngươi, ta phải giải tán bang rồi, thực sự rất cảm ơn ngươi. Rõ ràng tính cách Đường Đường đã trở nên khoan dung hơn nhiều. Mỗi khi có người chơi đạt 40 cấp, cô lại thuyết phục họ rời đi, nụ cười trên mặt cũng nhiều thêm. Đừng khách khí, chúng ta đều là bằng hữu. Bây giờ ngươi định làm gì? Đợi đã. Pháo Thiên Minh cầm điện thoại, tai vang lên giọng hát dâm đãng bất ngờ nhưng cũng rất chân thực. Thái Huyền Kinh, khiến Pháo Thiên Minh ngạc nhiên ở chỗ người gọi lại là Vô Song Ngư lạnh lùng. Đang phát điên gì vậy? Khó chịu quá. Chà, Thái Huyền Kinh bị ta lấy được rồi. Vô Song Ngư hôm nay thật khoái chí. Ngươi lấy được sao? Pháo Thiên Minh thấy lạ, Sa và Bất Túy đều có thực lực chèn hắn ta cơ mà. Nói ra cũng xấu hổ lắm, Phượng Hoàng và Hát Bất Túy mà ta sợ nhất trong vòng bán kết lại rơi vào cùng bảng đấu. Kết quả là... Ha ha, ha ha, nói đi, không nói ta cúp máy đấy. Được, ta nói đây, kết quả hai người họ đánh nhau tơi bời, rồi... Ha ha, rồi ta đã... Ha ha... Điên à? Ta cũng thấy lạ, người đầu tiên ta nghĩ tới khi lấy được tuyệt học là ngươi, chẳng lẽ vì luôn bị ngươi áp đảo nên khó chịu à? Đúng là tâm lý tiểu nhân điển hình. Than ôi! Nhưng tuyệt đối của ta vẫn chưa hoàn chỉnh, ta còn phải hoàn thành một chuỗi nhiệm vụ lớn nữa. Con mẹ nó! Muốn luyện cấp mà cứ bận rộn không có thời gian. Luyện cấp à? Ngươi đợi đã. Pháo Thiên Minh thả điện thoại xuống hỏi, Đường Đường, ngươi có rảnh dẫn vài người bằng hữu của ta luyện cấp? Lên 50 là được rồi. Được. Có thể thấy Đường Đường rất vui mừng. Cô vẫn chưa biết sau khi giải tán bang phái đảng sẽ đi đâu. Pháo Thiên Minh có việc cần nhờ cô giúp đỡ. Làm sao cô có thể chối từ? Tiểu Ngư, gọi hết Hát Bất Túy, Phượng Hoàng, Tinh Ảnh, Ái Niếp Niếp, một giới đến cả đây. Bên này ta có một vị cao nhân luyện cấp, thăng cấp nhanh hơn cả tên lửa. Thôi đi. Vậy ngươi đừng đến, ta sẽ đi gọi Phượng Hoàng. Đến đến. Đã nói là đến thì đến, nói địa chỉ đi. Vô Song Ngư quả thật là tiểu nhân, sợ người khác chiếm lợi thế, bỏ lỡ cơ hội. Sau khi Pháo Thiên Minh đưa ra địa chỉ, thấy Đường Đường có vẻ lo lắng bất an liền hỏi, sao vậy? Không có gì, những người ngươi gọi tới hình như đều là đại sư, huynh các môn phái, ngươi bảo ta dẫn bọn họ luyện cấp, không phải. Không phải là để cho người ta cười nhạo ta sao? Đường Đường hơi đỏ mặt, thấy Pháo Thiên Minh nghi ngờ bèn bổ sung, bọn họ sẽ nói, nhìn kìa, Đường Đường đứng nhất về cấp bậc mà lại vô dụng như thế. Không đâu, không đâu, bọn họ sẽ thích ngươi. Tin ta đi, ta sẽ gọi thêm người. Pháo Thiên Minh cầm lấy điện thoại gọi, phích lịch chết tiệt, mau Tần Vương Lăng. Luyện cấp, không tới biến đi, đừng bảo ta không gọi. Kiếm cầm, tiểu nhị, là Vũ Lý Hoa à, ta ở đâu? Buộc phải nói ra sao? Thôi được, ngươi tới đây đi. Mã, người thân không được theo vào Tần Vương Lăng. Tất cả cao thủ tụ tập lại một chỗ, cùng nhau đánh giá vị cao nhân luyện cấp mà Pháo Thiên Minh đề cập tới. Đường Đường đứng trong đám đông ngẩng đầu lên cũng không phải, cúi đầu xuống cũng chẳng được, cực kỳ lúng túng. Pháo Thiên Minh liền vội vã vẫy tay nói, sao lại ngắm nghía một thiếu nữ như vậy chứ? Ta nghe nói chỗ sâu nhất ở đây là 9 tầng, toàn là quái vật cấp 75, còn có boss nữa đấy. Khẩu hiệu của chúng ta là trong 1 ngày ít nhất lên 2 cấp, cố gắng lên 3 cấp. Chúng ta đi thôi. Mã bĩu môi nhăn nhó nói, dẫn đệ muội đi luyện cấp thì cứ nói thẳng ra, có phải chúng ta không đến đâu? Đúng vậy, đúng vậy. Vô Song Ngư hưởng ứng. Sắc mặt Pháo Thiên Minh tối sầm lại,
nhưng Đường Đường lên tiếng trước, làm phiền các vị rồi. Đâu có đâu, chẳng có chi. Mỗi người đều vô cùng ngượng ngùng, ai cũng biết đó chỉ là nói đùa, không ngờ nữ tử này lại cho là thật. Mọi người đều rõ Pháo Thiên Minh sẽ tuyệt đối không gọi mọi người tụ tập lung tung, càng không thể chỉ đơn giản về phía dẫn người luyện cấp. Bởi vì cơ bản là Pháo Thiên Minh chưa từng chủ động luyện cấp. Đoàn người vừa xuống tầng 2, vừa dò đường thì đã nghe có tiếng hô, đã bao trọn tầng 2 thiên môn, muốn xuống phải rẽ trái. Cướp quái thì giết. Mẹ nó, không rõ ai là kẻ thốt ra câu chửi thề đầu tiên, nhưng chưa một ai từng nói chuyện với bọn họ như vậy. Kẻ giơ trưởng lên, người rút kiếm ra, chỉ còn lại một mình Đường Đường đứng ngẩn ra tại chỗ. Cô gái này còn cảm thấy lời này còn rất lịch sự, người ta đã chỉ đường rồi mà. Những mấy trước mắt thật sự là tàn nhẫn, cứ thế dọn sạch sành sanh. Đồng thời cũng nhận ra tại sao bản thân thất bại thảm hại trong việc lập bang phái. Bởi vì cô thấy sau khi giết chưa đầy 100 người, các đội trưởng đã vội vàng nói, hiểu lầm. Giọng nói tha thiết, điều đó chứng tỏ một đạo lý, dùng lực lượng khuất phục tốt hơn hơn dùng vật chất. Tầng 3, đối phương chưa kịp nói gì thì Sa đã thốt lên giết mẹ nó đi. Cô nàng còn trách không có ai khiêu khích. Kết quả lập tức có một nam tử bất mãn bổ sung, giết cái mẹ người. Hậu quả là lại dọn sạch sành sanh. Đường Đường lại hiểu ra cấp độ cao nhất chỉ chiếm 10% thực lực, võ công mới là quan trọng nhất. Tầng 4 ai nấy đều chửi một câu, song không ai để ý tới bọn họ nên đành bỏ cuộc. Bởi vì tầng này toàn là nhân vật cấp trung trong số người chơi, tất nhiên là nhận ra vài người trong số bọn họ, không ai mở miệng khiêu khích. Các bạn đang nghe chuyện Võ Lâm Bá Đồ của tác giả Hà Tả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 95, Luyện Nhóm 2. Tầng 6 đã không còn ai, quái vật tầng này cấp 60 như kiến, một đội bình thường không thể chống nổi. Đến tầng 8, mọi người đều gặp áp lực, không tiến sâu thêm. Quái vật ở đây gọi là Tần Vương Hộ Vệ, cấp 70, ra tay đều là võ công cao cấp cấp 1, nội lực trung cấp, khinh công thường thường. Mọi người giết đến bình đài ở giữa, theo chỉ dẫn của Pháo Thiên Minh bao vây chém giết. Quái xung quanh nhanh chóng bị dọn sạch, Pháo Thiên Minh ra hiệu bằng mắt, Đường Đường vung tay, 36 con từ xa lao tới, sau đó lại vung tay thêm 36 con nữa. Mọi người vui mừng, võ công cao cấp tới đằng sau lên cấp rất khó khăn, buộc phải treo khinh công rượt đuổi đánh. Dùng ám khí cơ bản kéo quái thì phải thay đổi vũ khí rắc rối, ném một lần phải đợi 5 giây mới ném lại được, lại khó trúng. Ám khí chính xác như hắc bạch tử của kiếm cầm, một lần 361 viên, không thể cắt giảm, một hộp chiếm một ô đồ. Hát Bất Túy nói, trừ trà đúng là huynh đệ. Đường Đường đúng không? Chiêu thức của ngươi chắc là kỹ năng phải không? Rảnh rang cứ dùng đi, đừng để ý chúng ta. Chúng ta chống đỡ được. Muội muội đã có bang phái hay chưa? Hay là đến anh hùng bang của chúng ta đi. Ái Niếp Niếp bắt đầu lôi kéo người vào phe nhóm. Biến đi, đã là muội muội đương nhiên phải đến với bang chúng ta rồi. Sa gặp việc nhân đức không nhường nhịn ai. Mỗi người một lời khen khiến Đường Đường mặt đổ tai hồng, thanh kinh nghiệm cũng tăng vùn vụt. Những quái vật này chỉ cần hai chiêu là xong. Ngoài ném phi đao ra, Đường Đường chỉ nghe tiếng vũ khí trang bị rơi xuống. Nhưng mọi người không ai để ý, cô phải cất tiếng nhắc, đồ đạc sẽ bị dọn sạch mất. Vô Song Ngư suy nghĩ một lúc rồi nói, thế này đi, bên ta có 13 người, Đường Đường muội cố gắng một chút, còn lại mở 7 thành 10 nội lực, trừ trà mở 8 thành. Chia 2 ca, 20 phút đổi ca, người nghỉ ngơi phụ trách nhặt đồ. Vũ khí trang bị theo nhu cầu mỗi người, không ai cần thì trừ trà và tinh ảnh mang bán kho, lấy tiền. Quay lại mang theo phi đao. Sao lại là ta? Pháo Thiên Minh và tinh ảnh cùng hỏi. Mọi người cười gian, hai người lập tức hiểu ra cúi đầu xuống. Rác rưởi, lại rác rưởi, vẫn là rác rưởi. Tinh ảnh lẩm bẩm khi ném đồ đi. Chết tiệt, bộ trang bị cấp 60 cũng ném đi. Phích Lịch đảo mắt nhanh vớ lại, mọi người giận dữ nhìn tinh ảnh. Tinh ảnh khóc lóc, túi đồ của ta sắp đầy rồi. Pháo Thiên Minh cười khì, túi đồ của ta còn rất rộng, ta lén lút ném đi, đồ ta giết chỉ cần dẫm lên là biến mất. Thế là việc sắp xếp đồ đạc không còn để hai tên này làm nữa. Một ngày trôi qua, mọi người đều tăng hai cấp theo tiến độ bình thường, Đường Đường cũng thu thập được nửa bộ trang bị cấp 60. Thấy gần đạt cấp 60,
cô gửi tin nhắn cảm ơn Pháo Thiên Minh. Y vẫy tay cười cười, không để ý. Thật ra đây là chuyện có lợi cho cả hai, không ai cần cảm ơn ai. Bởi nhờ Đường Đường mà hiệu quả luyện cấp tăng gấp đôi. Tốc độ này khiến mọi người hào hứng, đều buông bỏ việc đang làm. Đây là đội hình xa hoa hiếm thấy, lần sau muốn tụ họp chưa chắc đã được. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Bây giờ thấy quái là ta muốn nôn. Pháo Thiên Minh phàn nàn. Vậy phải làm sao đây? Giải tán sẽ rất khó tụ tập lại lần nữa. Vô Song Ngư vừa cố nhịn nôn vừa nói. Ta sợ Đường Đường mệt mỏi. Tinh ảnh phóng điện với Đường Đường. Sau ba ngày, nụ cười của Đường Đường đã nhiều hơn rất nhiều. Mặc dù đã mặc nửa bộ trang phục của môn phái cấp 60, nhưng vẫn chưa hòa nhập được vào nhóm người này. Cô có phần ngượng ngùng nói, ta cảm thấy như thế này rất tốt. Nhìn kinh nghiệm nhảy múa thật sự rất thích. Hát Bất Túy lão đại lên tiếng, thế này nhé. Còn Trừ Trà và Tinh Ảnh ở cấp 49, kéo bọn họ lên 50 rồi giải. Mỗi tháng chúng ta cố định 3 ngày luyện cấp tập thể như vậy, có được không? Được, Vũ Lý Hoa nói. Đừng thắc mắc, đây là quy tắc mọi người nhất trí gán cho cô, chỉ được nói một chữ. Đồng ý, mọi người biểu quyết. Đường Đường cũng không cố chấp nói tiếp, đồng ý. Vậy sau đó ta sẽ đi đâu? Tinh Ảnh suy nghĩ một lúc rồi nói, muốn gây sự đi cùng Trừ Trà, muốn tán gẫu với nữ nhân đi cùng Phượng Hoàng, muốn nói chuyện với nam nhân thì tìm Phích Lịch. Hát Bất Túy, muốn phiền muộn thì cùng Kiếm Cầm, muốn nghe người khác nói chuyện thì theo Vũ Lý Hoa, muốn học ngoại ngữ thì cùng Tiểu Nhị, muốn làm bóng đèn tìm Thương Tâm. Muốn yêu đương thì đi cùng ta. He he, Đường Đường liếc nhìn Pháo Thiên Minh, Pháo Thiên Minh cũng liếc sang, tay run lên suýt đá vào chân mã. Hay là ta sang chỗ Phượng Hoàng tỷ tỷ nhé. Này, ngươi có vận đào hoa đấy. Tin nhắn của mã, đào hoa kiếp, ha ha, tốt cả tốt cả. Pháo Thiên Minh nhắn tin cho xa, nhìn kỹ đó, đừng dỗi dãi dắt ta đi dạo trong quán rượu, ta sợ nhất ánh mắt hâm mộ. Xa đọc tin nhắn rồi liếc mắt đưa tình với Pháo Thiên Minh, y thì không thể nào, chân thì mã giật mạnh, đá về phía mặt Pháo Thiên Minh. Cuối cùng Tinh Ảnh cũng lên đến cấp 50, Pháo Thiên Minh tham ô một bộ phận bộ đồ cấp 60 của Tinh Ảnh ghép thành một bộ. Tinh Ảnh siết nắm tay phản đối, Pháo Thiên Minh vẽ thái cực, Tinh Ảnh chuyển sang im lặng phản đối. Cuối cùng mọi người cũng có thể thoát khỏi hầm ngục tối tăm không ánh mặt trời. Vừa ra khỏi Tần Vương Lăng, đoàn người đã thấy vài người chơi vây quanh, Đường Đường tỷ, nhờ các bằng hữu của tỷ dẫn chúng ta được không? Trời ơi, trang bị trên người Đường Đường tỷ đẹp quá. Đám này là người chơi sau khi đi lên cấp 40, nhìn thấy cấp độ Đường Đường tăng như tên lửa. Trên bảng xếp hạng, tò mò hỏi han mới biết cô ấy cùng một nhóm cao thủ đỉnh cấp đi xuống tầng 5. Mấy người bàn bạc lại chạy tới, luyện cấp thì thôi, nhưng trang bị và tiền mới là mục đích của bọn chúng, bởi vì bọn chúng bóc lột quen rồi. Mấy ngày qua, Vô Song Ngư đã nghe nói chuyện này, dù biết lỗi không phải do Đường Đường, mà do động cơ không trong sáng của đám kia, nhưng vẫn lạnh lùng nói, cút đi. Nếu không sẽ giết cho về tận sư môn. Pháo Thiên Minh là người trường phái hành động, Vô Song Ngư vừa dứt lời, y đã giết hai người. Đường Đường vội vàng ngăn cản, tất cả đều là người quen, tha cho bọn họ đi. Đường Đường. Xa lên tiếng, rõ ràng những kẻ này chỉ nghe nói chuyện của cô rồi lại bám theo cọ cấp. Chơi đến 40 rồi bỏ đi luôn, cần gì phải khách khí với bọn chúng. Thật ra đó là lỗi của ta không nên ham làm người tốt mà giữ bọn họ lại. Chúng ta đi thôi. Trừ Trà, ngươi là thằng lừa đảo. Tinh Ảnh, đại sư huynh. Trừ Trà, ngươi đã nói rồi mà. Cô nàng đa đen bất ngờ nhảy ra từ một góc, giọng điệu thay đổi liên tục. Ồ, để ta giới thiệu. Tinh Ảnh thần tượng, đây là người hâm mộ của ngươi, Hắc Nữu. Tinh Ảnh bối rối nhưng vẫn bắt tay Hắc Nữu. Pháo Thiên Minh nói, Hắc Nữu này tìm ngươi có chuyện. Chúng ta đi trước đây. Nói rồi bỏ mặc hai người. Hắc Nữu cúi đầu nghịch vạt áo hỏi, đại sư huynh à? Đúng rồi. Tinh Ảnh toát mồ hôi. Muội tên Hắc Nữu. Tên khốn kiếp kia nói với ta rồi. Khốn kiếp? Hắn cũng nói chàng là khốn kiếp đấy. Thật sao? Thằng nhãi này. Tinh Ảnh cảm thấy cực kỳ khó chịu với cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Chàng thích màu gì? Chàng dùng kiếm nào? Võ công của chàng là gì? Làm đại sư huynh có mệt không? Chàng luyện khinh công thế nào? Chương 96, Uy Vũ Hổ. Pháo Thiên Minh nghi hoặc hỏi,
sao lại đi đến quán rượu với ta? Ngươi muốn làm gì? Đây là quán rượu chứ không phải quán trọ đâu. Vũ Lý Hoa đi theo Pháo Thiên Minh đến chỗ ra lấy 50 bộ trang bị, rồi cứ thế theo đến quán rượu. Quán trọ thì sao? Ngươi là tên sắc lang, ta tìm ngươi giúp đỡ, ngươi nghĩ lung tung gì thế, ngươi có giúp không? Vậy phải xem mức độ khó khăn, gần đây chết 2 lần rồi, sợ chết lắm. Ta chỉ có một bộ này thôi, cũng là bộ trang bị cấp 50 cuối cùng trong kho, ta không thể chết được. Thôi đi. Thế này nhé, ta nhận nhiệm vụ phải đi ám sát một nương nương ở cung điện Tây Hạ, ngươi có thể đi cùng ta không? Sao lại là ta? Vì ngươi nhiều mưu ma trước quỷ. Lúc nãy đông người ta ngại nói, sợ bọn họ cũng muốn đi theo. Cái này, ngươi yên tâm, bọn họ sẽ tuyệt đối không tự nguyện đòi đi đâu. Vậy còn ngươi? Ta ư, ta sẽ đi. Pháo Thiên Minh nước mắt giàn giụa. Nguồn gốc lịch sử Tây Hạ có thể truy nguyên về đầu đời Đường. Ừ. Phạm vi cai trị của nó đại khái ở khu vực Ninh Hạ, Cam Túc, Tân Cương, Thanh Hải, nội Mông Cổ và một bộ phận Thiểm Tây ngày nay. Lãnh thổ rộng lớn với diện tích hàng ngàn dặm, phía đông tới Hoàng Hà, tây đến Ngọc Môn, nam giáp Tiêu Quan, bắc kiểm soát sa mạc. Này, ừ một tiếng đi. Ừ, Tây Hạ có đội vệ binh tinh nhuệ dành riêng cho hoàng gia, nhất phẩm Đường. Nhiệm vụ chỉ nói mục tiêu ám sát là boss thứ cấp, chúng ta phải dựa vào manh mối đó để tìm ra người cần giết. Ừ, boss thứ cấp, boss đỉnh cấp nhất là tổ sư gia của ta, boss thứ thấp cũng phải đạt trình độ tổ sư 20 năm về trước chứ. Chúng ta đến đây là tự sát hay làm nhiệm vụ đây? Pháo Thiên Minh lau mồ hôi, nhiệm vụ ngày càng gay go, có lẽ Diệp Cô Thành cũng chỉ ở mức boss thứ cấp. Nhưng bây giờ, 20 Pháo Thiên Minh cũng chưa chắc đủ sức cho tên kia chơi thiên ngoại phi tiên. Cho nên gợi ý nhiệm vụ là cường công bất trí, độc thủ tối thượng. Đồng thời giới thiệu tam tiếu tiêu giao tán do Đinh Xuân Thu của Tinh Túc Hải tự chế, độc vô sắc vô vị, là thuốc giết người vô hình lý tưởng. Hơn nữa không cần uống, chạm môi là xong. Vấn đề là Đinh Xuân Thu là sư đệ của sư phụ ta, rất khó ưa. Mượn công khai chắc chắn không được, chỉ có thể lấy trộm. Vậy là đi trộm à? Cũng có thể nói như vậy. Vũ Lý Hoa rất khó chịu với chữ trộm. Pháo Thiên Minh cũng vậy, từ nhỏ đã mất trộm không dưới 5 chiếc xe đạp. Năm tốt nghiệp, sinh nhật y, Sa tặng y một chiếc xe địa hình trị giá hơn 700. Sau một tuần lo sốt vó, cuối cùng nó cũng bị mất trộm. Cho dù ý thức phòng ngừa có mạnh mẽ đến đâu cũng không ngăn nổi cái kìm của kẻ trộm. Từ đó, Pháo Thiên Minh chỉ cần thấy ai đạp xe mới là đoán xem bao lâu nữa chiếc đó sẽ mất. Tinh Túc Hải. Nói đến Tinh Túc Hải là nói tới đầu nguồn của Hoàng Hà. Sao cứ nghiêng cổ nhìn ta thế? Còn chơi ta nữa là ta quay đầu bỏ đi ngay đấy. Đừng mà, ngoài ngươi ra ta không thể nghĩ ra ai xấu xa đến thế. Được ngươi khen như vậy ta vô cùng vinh hạnh. Pháo Thiên Minh tức giận đến mũi đỏ bừng. Hai người ra khỏi trạm dịch là một đồng cỏ hoang, mới đi được vài bước thì một đệ tử NPC từ xa chỉ tay, dừng lại. Rồi tiến lại, nhìn hai người hỏi, các ngươi làm gì đây? Chúng ta lén lút đến. Vũ Lý Hoa chưa dứt lời thì bị Pháo Thiên Minh đấm bay, đối phó với vụ mỹ nữ, y không hề nương tay, lợi dụng cơ hội chút nỗi bực bội. Chúng ta lén lút chạy đến tìm cao nhân nơi này học nghệ. Ồ, muốn xin làm đồ đệ lão tiên môn sao? Ta dẫn các ngươi đi gặp nhị sư huynh trước. Đệ tử này ngược lại không nghi ngờ gì, cứ cách vài ngày lại có người tới cửa xin nhập môn, nhưng thực sự nhập môn được thì không đến 1/10. Ngươi dám đánh ta à? Mẹ ta còn chưa từng đánh ta. Vũ Lý Hoa vừa đi vừa nghiến răng. Tay vẫn đặt lên má trái bị Pháo Thiên Minh đấm, y bối rối không hiểu tại sao mình không dùng nội lực hay võ công mà cô nàng vẫn không buông tay xuống, thù hận lớn đến thế sao? Mặc dù ngươi không làm tổn thương thân thể ta, nhưng đã làm tổn thương trái tim ta. Ca ca và cha ta còn chưa từng lớn tiếng với ta, sao ngươi dám đánh ta? Thậm chí khi ta vi phạm luật giao thông, cả cảnh sát thúc thúc cũng rất lịch sự, sao ngươi lại dám đánh ta? Sao ngươi dám đánh ta? Pháo Thiên Minh phiền não, trong lòng thậm chí cảm thấy muốn chết. Chỉ đánh có một cái thôi mà, không phải vì nhiệm vụ sao? Đừng coi ta là kẻ cưỡng gian ngươi đấy nhé. Vừa nghe xong, Vũ Lý Hoa sững người, rồi nắm tay Pháo Thiên Minh cắn một cái, vận nội lực vào miệng rồi nhổ ra miếng thịt nhỏ, sau đó dùng rượu súc miệng. Cô hết sức đắc ý nhìn Pháo Thiên Minh đau đến toát mồ hôi lạnh. Đệ tử NPC khen, đồng môn, bằng hữu tương tàn,
quả thật xứng đáng là phong cách cao cấp của Tinh Túc. Hai vị khỏi cần thi khảo nghiệm đợt thứ nhất, ta sẽ đưa thẳng các ngươi đến gặp đại sư huynh. Nói rồi quay trái dẫn đường. Hai người liếc nhau, đều sững sờ. Vũ Lý Hoa thì thầm, hay là ta cắn ngươi thêm cái nữa xem có thể miễn thi vòng 2 rồi trực tiếp lọt vào trong hay không? Nếu ngươi dám cắn ta nữa, ta giết đệ tử này đấy. Phó Thiên Minh vừa thoa thuốc vừa nghiến răng, xong việc này rồi, ta có chết cũng không đi chung với ngươi nữa. Tối thiểu phải dẫn thêm một thằng khác. Ngươi là chó à? Tóm được là cắn ngay. Đau chết ta rồi. Em cầm tinh con gà. Chà ca ca, thật xin lỗi. Vũ Lý Hoa giật tay áo Pháo Thiên Minh ra vẻ nũng nịu. Vừa nghe chà ca ca, Pháo Thiên Minh thân hổ chấn động, da hổ nổi lên, mắt hổ nhỏ lệ, miệng hổ thỏ thẻ. Đau thì thôi, ta cắn răng chịu đựng được, nhưng ngài làm ơn đừng khiến ta buồn nôn có được không? Nói xong thân thể phối hợp run rẩy một cái. Ừ, tưởng thích lắm chắc. Đi chưa bao lâu, đệ tử dẫn hai người đến một chiến đồi. Chỉ thấy khoảng mười mấy NPC chia thành hai phe, trong đó một phe chỉ có một tiểu muội muội. A tử sư muội, ta khuyên ngươi nên sớm trả lại thần mộc vương đỉnh, nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Một nam tử áo trắng, khuôn mặt hơi gầy, dáng vẻ khá anh tuấn nói. Mau giao ra đây, nếu không trích tinh tử đại sư huynh mà dùng thần công ắt sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. NPC tên A tử liếc mắt nói, bảo đỉnh đã bị người ta cướp mất rồi. Ai? Bang chủ cái bang Kiều Phong. Hôm ấy bắt được ta, hắn đã lục soát bảo đỉnh ta giấu trong người. Hai người Pháo Thiên Minh đứng bên cạnh, không ai để ý tới. Pháo Thiên Minh thì thầm, nói bậy, Kiều Phong tuy thấy ta chết không cứu nhưng đó là nguyên tắc. Hắn tuyệt đối không lục soát trên người phụ nữ. Trích tinh tử nửa tin nửa ngờ, hắn ta không dám tìm Kiều Phong kiểm chứng. Quay sang hỏi, hai người đến xin nhập môn à? Vâng. Pháo Thiên Minh lập tức đáp, lâu nay chúng ta vô cùng khâm phục lão tiên. Ừ. Nói cũng đúng, ta hỏi ngươi, ngươi có tin chiếc vương đỉnh đang ở trên người Kiều Phong không? Trích tinh tử hỏi hai người, đại sư huynh anh minh thần võ, cần gì phải hỏi hai người ngoài? Một đệ tử NPC lên, tiếng, anh minh thần võ thường chỉ dùng với hoàng đế, nhưng người bình thường đạt đến mức nhất định cũng có đánh giá tương tự. Vũ Lý Hoa chưa dứt lời thì trích tinh tử đã rất hài lòng. Nhưng giờ đây, cụm từ này áp dụng cho người bình thường. Pháo Thiên Minh nghe thấy lại sắp nói sang ý xấu lại xuất quyền ngắt lời Vũ Lý Hoa. Pháo Thiên Minh bổ sung, nhưng bây giờ áp dụng cho người bình thường, có nghĩa người đó đã vượt qua hoàng đế, đạt cảnh giới tiên vương. Trích tinh tử tuy không hài lòng với danh hiệu tiên vương nhưng vẫn gật đầu, sắc mặt tươi tỉnh trở lại. Hai người các ngươi khiến ta rất hài lòng, lát nữa ta sẽ đưa các ngươi gặp sư phụ. Còn việc sư phụ có nhận các ngươi hay không, phải xem duyên phận. Các bạn đang nghe chuyện Võ Lâm Bá Đồ của tác giả Hà Tả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 97, Chất dẫn. Trích tinh tử hỏi tiếp, các ngươi có cho rằng cô ta đang nói dối? Có, không. Vũ Lý Hoa lấy làm lạ nhìn Pháo Thiên Minh, tên này lại đi nói dối. Tại sao cô ta không nói dối? Bởi vì trước mặt anh hùng vô địch như ngài, ta không tin ai dám nói dối. Pháo Thiên Minh nắm bắt tâm lý Trích Tinh Tử, nịnh nọt hết mực. Ừ. Trích Tinh Tử tự đắc nói có lý, ta sẽ tới phương Nam một chuyến xem có tìm được bảo đỉnh không. Các ngươi cầm lấy tín vật này đi thẳng tới môn phái tìm sư phụ, cách đây 15 dặm về phía đông. Nói xong, hắn ta đưa Pháo Thiên Minh một khối ngọc bội rồi dẫn người rời đi. Sao ngươi lại giúp ta? A tử hình như không hài lòng lắm, bản cô nương mà ra tay, sẽ cho hắn chết không có chỗ chôn. Pháo Thiên Minh cười nói, chúng ta xem có điều gì lợi ích. Chưa dứt lời, A tử giơ tay lên, một mũi độc kim bay ra, Pháo Thiên Minh giật mình, chỉ kịp lùi nửa bước, độc kim đâm vào cánh tay. Nội lực của Pháo Thiên Minh tự động vận chín thành đẩy độc. Long đầy kinh hoàng, loại độc gì ghê thế này? Vội la lên, giết ả, lấy thuốc giải. Không cần y nói, Vũ Lý Hoa đã quấn lấy A tử, chỉ hai chiêu đã khiến A tử trượng thương. Thấy Vũ Lý Hoa sắp ra tay giết, A tử vội nói, ngừng tay, ta, giết. Pháo Thiên Minh gầm lên quyết liệt. Y rất sợ tình huống này, trong tiểu thuyết xuất hiện cảnh này là báo hiệu phe ác sắp bị diệt vong. Vũ Lý Hoa cũng rất quyết liệt thi hành lời Pháo Thiên Minh, một trưởng biến A tử thành ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng,
Phó Thiên Minh kinh ngạc nói, ra là NPC lặp lại. Ừ, mỗi lần có người tới xin nhập môn lại phải chạy ra diễn cảnh này. Không mệt à, có rơi ra cái gì không? Thần Mộc Vương Đỉnh. Vũ Lý Hoa đưa Pháo Thiên Minh một cái đỉnh nhỏ, không có thuộc tính gì, chỉ nói có thể phối hợp với Hóa Công Đại Pháp, cần bí tịch không trọn vẹn của Hóa Công Đại Pháp. Ta nghĩ chắc là đồ đại trà, chỉ cần người chơi chọn giết như chúng ta thì nó sẽ rớt ra. Đúng rồi, ngay cả đệ tử NPC cũng không giống biết Hóa Công Đại Pháp. Muốn học, võ công này phải móc họng lão tiên. Độc thế nào rồi? Vũ Lý Hoa quan tâm hỏi. Có lẽ có thể cố gắng đẩy ra được. Nếu không nhờ có Du Nhận Hữu Dư, hôm nay Pháo Thiên Minh đã bị hạ độc mất mạng. Đồ chết tiệt, đúng là tàn nhẫn, một câu sai là âm mưu giết người. Bây giờ phải làm sao? Vào trong xem tình hình rồi hãy ra tay. Tinh Túc Phái. Vừa thấy hai vị tới, sắc mặt hai đệ tử trong cửa đã không được bình thường. Pháo Thiên Minh nhận ra vấn đề liền hỏi, có phải ngược hơi không? Bên trái, một đệ tử vẻ mặt ủ rũ đáp, đúng vậy. Ta tên Độc Hành Thiên Hạ, vị kia tên Độc Hành Tứ Hải. Các vị đừng đi ra ngoài tuyên truyền. Thế, sao lại trà trộn ở đây giữ cửa? Pháo Thiên Minh không hiểu, cùng là môn phái ẩn tu mà Vũ Lý Hoa người ta sống thoải mái biết bao. Tứ Hải thở dài giới thiệu một hồi, Thiên Hạ cũng là nhân vật giống như Thải Vân Phi, xưa kia hai người này chính là đệ tử ma giáo. Đến khi cấp 40, định chơi gian lận, sau khi đụng phải trắc trở mới nghĩ ra có môn phái chuyên về độc dược. Tuy danh tiếng và cách làm hơi đáng ghét, nhưng quả thật đó là môn phái dùng độc rất giỏi, thậm chí còn có tuyệt học riêng. Vì vậy, hai người bằng hữu trong thực tế đã đến đây, sau khi vượt qua khảo hạch đã thoát khỏi ma giáo, trở thành đệ tử chính thức của độc môn, học được ít nhiều công phu. Muốn học võ công cao cấp nhưng phát hiện ra phải có trình độ dùng độc cao. Muốn học dùng độc thì mỗi ngày phải hầu hạ 2 tiếng trước mặt Đinh Xuân Thu, còn phải làm cho Đinh Xuân Thu hài lòng. Nghĩa là phải nịnh hót điên cuồng, mỗi tuần một lần kiểm tra, nếu mỗi ngày được đánh giá tốt thì mới có thể truyền thụ độc công cao cấp. Thiên Hạ còn đỡ, trong thực tế là một trưởng kho, chỉ một tuần đã học được U Minh Thần Trưởng. Tứ Hải chỉ là nhân viên văn phòng mới tốt nghiệp đại học, hoàn toàn dựa vào năng lực làm việc. Kết quả, 2 tuần trôi qua vẫn chẳng được truyền thụ gì. Thiên Hạ vốn có thể rời môn phái đi tìm võ công trên giang hồ, nhưng không đành lòng bỏ Tứ Hải mỗi ngày phải trực gác, nên ở bên cạnh dạy cho đôi ba mánh khóe nịnh hót. Sau khi Pháo Thiên Minh bày tỏ sự cảm thông, bèn nói thẳng mục đích chuyến đi này. Hai người suy nghĩ một lúc, Pháo Thiên Minh dùng ám hiệu dâng lên Thần Mộc Vương Đỉnh. Thiên Hạ khách khí một hồi rồi khuyên Tứ Hải nhận lấy. Đồng thời giải thích, Tứ Hải không có thứ này, còn thứ này trong tay đệ tử Tinh Tú phái có thể dùng để luyện hóa chất độc. Thiên Hạ đã có một cái, do người chơi ám sát Đinh Xuân Thu hôm qua tặng cho. Sau đó Pháo Thiên Minh được nhắc nhở rằng mỗi ngày Đinh Xuân Thu đóng cửa tu luyện 4 tiếng. Thứ họ muốn trộm chắc chắn nằm trong phòng ngủ cạnh điện chính của Đinh Xuân Thu, nhưng họ không biết phòng nào, vì Đinh Xuân Thu ở trong phòng tu luyện và phòng độc đều dành thời gian như nhau. Pháo Thiên Minh kinh ngạc hỏi, ai đến ám sát Đinh Xuân Thu vậy? Người chắc đã từng nghe danh Chân Hán Tử, cao thủ số 1 ma giáo. Pháo Thiên Minh gọi điện thoại, A Tử à, ngươi ở đâu? Ta đang nhìn một tên khốn đang dắt một mỹ nhân đi nói chuyện vớ vẩn với 2 tên vô dụng. Pháo Thiên Minh cho rằng danh hiệu nam nhân ngầu nhất nên trao cho Chân Hán Tử. Ngay cả trong điện thoại cũng có thể nghe ra giọng điệu lạnh lùng của hắn. Dù chỉ nhắm vào mình, ngươi chạy đến đây làm gì? Chân Hán Tử hỏi. Chuyện là, ta nhận nhiệm vụ phải giết người muốn ám sát Đinh Xuân Thu. Không cần lo lắng, mỹ nhân bên cạnh ta chỉ là song tuyệt học không trọn vẹn, đả thông được nhậm mạch, vô dụng lắm. Mẹ kiếp, ta với ngươi có hiềm khích gì? Mỗi lần đều đối chọi với ta. Chân Hán Tử thật sự nổi nóng. Nhóc con vẫn là nhóc con. Chân Hán Tử bị nghẹn một hơi, dừng lại một lúc rồi gầm lên, đơn đấu. Tiếng gầm đó ngay cả Vũ Lý Hoa cũng nghe thấy, thở dài nói, đúng là trẻ con. Rõ ràng Chân Hán Tử cũng nghe thấy lời này của Vũ Lý Hoa, hắn im lặng một lúc rồi nói, trừ trà đi, coi như ta van nài ngươi được không? Chỉ cần lần này các ngươi không quấy rối nhiệm vụ của ta, chúng ta quên đi mọi chuyện trước kia nhé. Chân Hán Tử vô cùng bất đắc dĩ, bắt đầu mềm mỏng. Có thể thấy nhiệm vụ này rất quan trọng đối với hắn. Thật sao? Thật đấy. À, chúng ta là đến để trộm đồ. Thanh Mai trừ trà, cho ta địa chỉ thực của ngươi đi,
ta muốn đơn đấu với ngươi. Chân Hán Tử đã mất đi lý trí. Ta nói thật với ngươi. Nếu ngươi không có đai đen 7-8 đẳng thì tuyệt đối đừng tới. Vài tháng trước ta đã đánh một tên ngũ đẳng răng rơi đầy đất. Ta không thèm để ý tới ngươi nữa. Chân Hán Tử nuốt hết một ngụm oán khí vào trong. Phó Thiên Minh nói, làm việc chính đi, làm việc chính đi. Ngươi ở đâu vậy? Sao ta không thấy ngươi? Phó Thiên Minh đã bước vào trong. Đây là một môn phái rất đơn giản, ở giữa là một ngôi nhà lớn. Hai bên là hai gian phòng nhỏ, xung quanh chỉ có hai mươi mấy căn nhà nhỏ rất bình thường, chỉ có vài đệ tử NPC tuần tra. Tầm nhìn có thể nói là bằng phẳng nhưng lại không thấy Chân Hán Tử trốn đâu. Trích Tinh Tử, sao ngươi về nhanh thế? Phó Thiên Minh quay sang nói với Trích Tinh Tử, lập tức phản ứng lại. Tức thì xoay người rút kiếm, đối chiến với Nhiếp Tinh Tử, cười nói, thằng nhóc, sao ngươi lại thay hình đổi dạng thế? Chân Hán Tử thấy đánh lén không thành, thu kiếm lại lạnh lùng nói, ngươi không biết có mặt nạ dịch dung sao? Mặt nạ dịch dung, không phải chỉ duy trì được một thời gian ngắn thôi sao? Ta sẽ không mua nhiều đâu, còn nửa giờ nữa thôi, Đinh Xuân Thu sẽ ra, các ngươi đừng hại người ta. Hiện giờ Đinh Xuân Thu đang ở trong phòng bên phải nhập định, các ngươi muốn lấy cắp thứ gì thì nên ở phòng giữa bên trái. Bây giờ ở đây không có cao thủ, muốn lấy đồ thì nhanh lên. Cảm ơn nhé. Phó Thiên Minh và Vũ Lý Hoa nghênh ngang bước tới phòng bên trái, Vũ Lý Hoa định đẩy cửa, thì Phó Thiên Minh vội cản lại, quay đầu lại chỉ thấy Chân Hán Tử đang trông mong nhìn bọn họ, thấy Phó Thiên Minh quay đầu lại bèn xoay người bỏ đi. Thằng nhóc này đang lừa chúng ta, vào phòng bên phải. Chân Hán Tử thấy Phó Thiên Minh đẩy cửa phòng bên phải bước vào, tức giận giơ ngón giữa, lại bị Phó Thiên Minh đắc ý nhìn thấy. Hắn quên mất một điều, giang hồ có danh ngôn thà đắc tội bất túy còn hơn mất lòng trừ trà. Nhưng sau khi Phó Thiên Minh và Vũ Lý Hoa vào trong, cả hai liền phun máu. Quả thật đây là phòng độc dược. Nhưng trên giá có tới 45 cái bình, tệ hơn là không có bình nào có tên, ngày sản xuất, hạn sử dụng, là sản phẩm ba không có. Bây giờ phải làm sao đây? Vũ Lý Hoa trông mong nhìn Phó Thiên Minh. Phó Thiên Minh không làm Vũ Lý Hoa thất vọng, suy nghĩ một chút là có cách, mang tất cả đi. Mang toàn bộ đi. Vậy làm sao mà biết được loại tam tiếu tiêu đào tán? Tìm người thử thuốc đi. Theo ta. Vũ Lý Hoa lập tức có cảm giác ngưỡng mộ như sóng biển đối với Phó Thiên Minh, trong lòng cảm khái, người này thật sự là trượng phu. Hai người thu dọn hành lý, mỗi người mang theo hai mươi mấy cái bình. Phó Thiên Minh bước ra cửa, xuất kiếm đâm một NPC thành trọng thương, lôi vào. Bôi số một lên môi, ta không ra tay được. Vũ Lý Hoa thấy đệ tử kia vẫn còn vùng vẫy, nhưng miệng đã bị Phó Thiên Minh bịt lại, vô cùng lòng mềm. Biết sớm nên mang theo kiếm cầm, cô nương nhỏ này, hạ độc tàn nhẫn thật. Ngươi mau lên, loại NPC này trên đường chộp được cả nắm, chết rồi cũng có thể hồi sinh mà, sợ gì. Vũ Lý Hoa gật đầu, nhẫn tâm thoa chất độc từ bình một lên môi đệ tử. Đệ tử vùng vẫy thêm vài cái rồi bất động, Phó Thiên Minh kinh hãi, chết tiệt. Ta bị trúng độc rồi, dùng 6 thành nội lực để đẩy độc. Sai rồi à, quái lạ, là chất dẫn. Phó Thiên Minh đẩy hết độc xong rất ủ rũ, không biết tiếp theo là thứ độc gì nữa, biết đâu gặp phải thứ hạ độc châu cách cả ngọn núi trong truyền thuyết thì sao. Ngay cả qua chất dẫn mà cũng có thể như vậy. Không có chất dẫn thì chắc chắn phải dùng hết 10 thành nội lực mới chống lại nổi. Chương 98, Uyên Ương Hồng Nhuận Tán. Bây giờ phải làm sao? Đinh Xuân Thu sắp ra rồi, không còn cách nào. Phó Thiên Minh lấy một cái bình lớn nói, đổ tất cả 45 loại độc dược vào đây, rồi sẽ có loại chúng ta cần. Nhiều thuốc trộn lẫn như vậy, không sợ mất tác dụng sao? Vũ Lý Hoa vừa hỏi vừa dùng muỗng nhỏ múc các loại độc từ các bình có số đổ vào bình lớn. Ai biết được chứ, nếu không một lúc nữa ngươi thử xem, may mắn thì nội lực tăng vọt lên 100 cấp, trực tiếp phá toái hư không cũng khó nói. Hừ, Vũ Lý Hoa nhăn mũi về phía Phó Thiên Minh. Trong 45 cái bình có thuốc viên, thuốc nước, thuốc bột, sau khi pha chế thành một chất nhão nửa đặc nửa lỏng, phát ra mùi hôi thối nồng nặc. Chỉ có kẻ ngốc mới ăn thứ này. Vũ Lý Hoa chia số, chất đó ra làm hai bình nhỏ, cô với Phó Thiên Minh mỗi người một bình. Khó nói lắm, lỡ mục tiêu của ngươi thích ăn kiểu này. Hệ thống nhắc đặt tên cho thuốc mới, Phó Thiên Minh nói luôn, sữa bột tam lộc. Cái tên kém cỏi quá,
của ta gọi là Uyên Ương Hồng Nhuận Tán. Nghe hay không? Còn không bằng gọi là Dầu Thần Ấn Độ. Đi thôi. Vũ Lý Hoa dậm mạnh lên chân Pháo Thiên Minh rồi đẩy cửa bước ra, rõ ràng cũng là người đã trải sự đời, ít nhất là lý thuyết. Hai người vừa bước ra thì thấy cửa trái cũng mở, một ông lão tóc bạc râu dài đi ra, chân hán tử vội tiến lại gần nói, bái kiến sư phụ, mỗi lần sư phụ tu luyện là trẻ lại được 10 tuổi. Đinh Xuân Thu gật đầu hỏi nghi ngờ, hai người kia là ai? À, họ nghe danh sư phụ nên ngưỡng mộ mà đến. Chân hán tử vừa nói vừa tiến lại gần hơn. Không đúng. Sao trên người bọn họ lại có mùi độc dược, bắt lại rồi hãy nói. Nói xong, vạt áo vung lên, lao tới bắt Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh lâm nguy không sợ, giơ tay lên hô, cẩn thận. Đinh Xuân Thu giật mình quay đầu lại, một thanh độc kiếm xuyên ngực bay tới, vội vã lăn người né tránh nhưng vẫn bị đâm thủng bụng dưới. Pháo Thiên Minh cười khẩy nói, A tử, thật ra sao chúng ta sao phải tự tàn sát lẫn nhau? Tiểu Hoa, chúng ta chuồn trước đã. Nói xong, kéo tay Vũ Lý Hoa chạy thục mạng. Boss cấp thấp cũng là boss, dù bị trọng thương nhưng vẫn rất nhanh nhẹn. Từ xa liên tiếp xuất trưởng, chân hán tử chỉ cảm thấy một luồng gió tanh bay tới, ngực cực kỳ buồn nôn, vận bốn thành nội lực hộ thể. Chân hán tử vô cùng do dự, có vẻ nếu tăng thêm sức mạnh là sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng dường như không thể thắng được. Trong lòng chửi Pháo Thiên Minh muôn vàn lần, y sớm không nói, muộn không nói, nhất định phải đợi tới thời khắc then chốt mới lên tiếng, khiến bản thân vô cùng khó xử. Pháo Thiên Minh và Vũ Lý Hoa chạy thoát khỏi sơn môn, Thiên Hạ và Tứ Hải chưa kịp hỏi đã thấy hai người lao ra như điên. Bởi vì Pháo Thiên Minh nói với Vũ Lý Hoa, tin ta đi, năm Pháo Thiên Minh cũng không đủ để người ta gọi món. Tây Hạ Đô Thành, Đại Hạ Châu. Pháo Thiên Minh và Vũ Lý Hoa đang xếp hàng ứng tuyển người làm thuê cho Hoàng Cung, mỗi giờ một vàng, mỗi ngày 3 giờ. Ở Khai Phong, Hoàng Cung đại lý cũng có tuyển dụng như vậy. Nam thường là vác nước chặt củi dưới giám sát của quản gia. Còn nữ thì giặt đồ, nấu cơm. Dù sao cũng là người làm thuê tạp dịch thôi. Mỗi ngày tuyển 50 nam nữ, yêu cầu cũng không cao, chỉ cần nội lực trung cấp là được. Sau khi khuyên bảo không hiệu quả và bác bỏ đề nghị của Vũ Lý Hoa dùng tiền mua chuộc, Pháo Thiên Minh rút kiếm giết chết 5 người phía trước, cuối cùng lấy 2 suất 49, 50 mà ứng tuyển thành công. Bây giờ phải làm sao? Vũ Lý Hoa hoàn toàn bỡ ngỡ. Trước tiên phải tìm ra mục tiêu của chúng ta, không phải ngươi được sắp xếp đi đun nước tắm sao? Lát nữa cứ cầm đuốc châm lửa đốt. Xung quanh, nếu không xuất hiện, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Một khi xuất hiện, lập tức ẩn nấp rồi bàn kế hoạch. Vũ Lý Hoa xúc động nói, chà chà, đời này của ta. Ta đời này cái gì? Đời này ta chưa từng thấy người xấu xa như ngươi. Lời khen của ngươi nghe thật khó chịu. Pháo Thiên Minh và 30 người chơi nam bị một hoạn quan giám sát chặt củi, giọng cao vút cực kỳ khó nghe, dùng sức thêm vào, động tác chậm vậy, tối qua chắc thức khuya đọc tiểu thuyết hả? Sau một giờ, Pháo Thiên Minh thấy vẫn chưa có động tĩnh gì, đang định gửi tin hỏi thăm thì một hoạn quan vội vã chạy tới thì thầm vài câu với quản gia. Quản gia hắng giọng, cần một người đi kho đá mang đá, ai đi thì tiền công gấp đôi. Pháo Thiên Minh và 3 nam người chơi cùng giơ tay. À, Pháo Thiên Minh liếc mắt, đao bổ củi trong tay vung thành thái cực, một người chơi nam bên cạnh hóa thành ánh sáng trắng. Hai người kia lập tức hạ tay xuống. Thế thì ngươi. Pháo Thiên Minh đi theo hoạn quan tới kho đá. Hoạn quan dặn, ngươi mang 3 khối đá lớn tới chỗ Thiên Bình công chúa, ra khỏi kho rẽ trái. Có 2 cung nữ đứng gác cửa là đúng. Nói xong bỏ đi. Pháo Thiên Minh thấy khối đá to bằng nửa người, rút kiếm chặt nhỏ xuống bằng lòng bàn tay rồi thở hổn hển ra khỏi kho. Tới chỗ Thiên Bình công chúa, cung nữ thấy y cầm khối đá nhỏ bèn thắc mắc, sao đá hôm nay nhỏ thế? Đây không phải đá bình thường, là đá trong đá, còn gọi là đá đá. Cô sờ thử xem có lạnh không? Cung nữ sờ theo lời nói, đúng là rất lạnh, đưa vào đi. Nhưng đừng vào trong bình phong, chỉ cần để ngoài thùng là được. Pháo Thiên Minh khinh thường trí thông minh NPC cấp thấp. Đây là một căn phòng rộng lớn, ước chừng 300 m², một tấm bình phong chia căn phòng thành 2 phần trong ngoài. Pháo Thiên Minh chỉ thoáng thấy bên trong có 2 nữ nhân đứng bên cửa sổ nói chuyện, nhưng nghe không rõ họ nói gì. Pháo Thiên Minh gửi tin nhắn, Tiểu Hoa, phía ngươi thế nào rồi? À, đang đun nước ngoài trời, muốn gây ra chút hỏa hoạn nhưng rất khó khăn. Ta đã đun 3 nồi nước rồi,
Hu hu, vậy ta sẽ nghĩ cách. Mắt Pháo Thiên Minh quay một vòng, bước ra cửa và rút kiếm giết hai cung nữ, rồi tự đấm mình một quyền vào ngực đả thương, bắt thích khách. Đây là câu học được từ phim ảnh. Lời vừa dứt, một luồng gió thổi bay tấm bình phong, Pháo Thiên Minh nhìn kỹ thấy bên cạnh xuất hiện thêm một người phụ nữ trong trang phục cung đình. Thích khách ở đâu? Pháo Thiên Minh nghe giọng nói dịu dàng, thấy dáng người mảnh mai uyển chuyển, chỉ có khuôn mặt che bằng một tấm khăn trắng nên không nhìn thấy dung nhan, nhưng biết là đã tìm đúng người. Hắn đánh ta bị thương rồi chạy mất. Nhìn rõ mặt không? Không, nhưng hắn nói tên là Âu Dương Phong. Pháo Thiên Minh xem thử có thể lợi dụng người này để tiêu diệt kẻ thù lớn nhất của mình không? Âu Dương Phong trong Ngũ Tuyệt ư? Ngươi nói bậy. Giọng điệu người phụ nữ mang theo sát khí. Ta không hề. Hắn nói là, người Thổ Phiên Quốc, Minh Vương, quốc sư họ Cưu gì đó mời hắn đến. Pháo Thiên Minh liệt kê những NPC mà mình có hiềm khích, xem có may mắn không. Cưu Ma Chí, tại sao hắn lại muốn giết ta? Hay là thăm dò võ công Tiêu Dao phái của ta? Ngươi có nói sai không? Không thể nào, chính là hắn. Ánh mắt Pháo Thiên Minh lộ rõ vẻ chân thành. Tin rằng ngươi cũng không thể bịa đặt ra được. Nương nương đã tin được vài phần, bàn tay trái duỗi về phía Pháo Thiên Minh như muốn đỡ hắn đứng dậy. Pháo Thiên Minh lập tức toát mồ hôi lạnh, từ khi Thái Cực Kiếm biến mất, y nhìn rõ võ công của người khác hơn hẳn bình thường. Nhưng y lại không hiểu chiêu thức này là gì, chỉ cảm nhận được sát khí ẩn giấu. Cho dù bản thân tránh thế nào cũng không thể tránh khỏi, huống hồ là đang bị thương. Y lập tức hiểu ra vị nương nương này đã động sát tâm, mắt thấy bộ trang bị cấp 50 của cũng sắp giã từ. Các bạn đang nghe chuyện Võ Lâm Bá Đồ của tác giả Hà Tả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 99, Chân Võ Tâm Kinh. Nương nương, chuyện gì thế? Một câu nói dịu dàng kéo Pháo Thiên Minh thoát khỏi vòng tay tử thần, một nữ tử ăn mặc như công chúa bước ra hỏi. Lý Thu Thủy đổi chiêu thành đỡ Pháo Thiên Minh đứng dậy, nói có kẻ ngoại bang lẻn vào, ý đồ bất chính. May nhờ vị tiểu huynh này xả thân hô hoán, mới dọa phường gian tặc. Công chúa tạm thời ở trong phòng, ta đi kiểm tra một phen. Nói xong, cô gật nhẹ đầu rồi rời đi. Công chúa đánh giá Pháo Thiên Minh rồi nói, ngươi là tạp dịch tạm thời trong cung phải không? Ngươi bị thương rồi, trong phòng ta có ít thuốc trị thương, mời ngươi cùng vào trong. Mạng của tiểu nhân không chết được, không bằng tiểu nhân cáo lui trước. Pháo Thiên Minh vừa mới toát mồ hôi lạnh xong, làm sao dám mạo hiểm cược nhân vật NPC này có phải cấp boss không? Dù sao xét theo dung mạo và trí thông minh kia, cho dù không phải boss cũng không thoát khỏi kiểu vương cô nương ở Mộ Dung Phủ. Trong chuyện gì thì an toàn cũng là trên hết. Huống hồ là vừa mới giết vài người, bây giờ đạo đức chỉ còn 11 điểm, nhân phẩm tiếp tục suy yếu, biết đâu Chân Vũ Kiếm sẽ mất linh. Đến lúc đó kêu oan với Diêm Vương cũng vô ích, chẳng lẽ cầm một thanh phi đao nát đi sông pha giang hồ. Có thể, ở lại đây với ta một lúc không, ta rất sợ. Công chúa nói nhỏ, sợ cái gì, kẻ trộm hiện giờ còn sợ cô đây này. Dẫu vậy, Pháo Thiên Minh vẫn cùng công chúa vào phòng trong. Công chúa pha cho Pháo Thiên Minh uống thuốc trị nội thương. Thấy công chúa thật sự không có ý xấu, Pháo Thiên Minh yên tâm hỏi, nương nương vừa rồi là ai? Tại sao lại dùng khăn trắng che mặt? Đó là quý phi nương nương Lý Thu Thủy, khuôn mặt của người bị kẻ gian hủy hoại, nên mới phải che mặt bằng khăn trắng. Thật đáng tiếc, nương nương là người tâm địa nhân hậu. Công chúa đi đến trước cửa sổ, nhìn chú chim nhỏ trong lồng nói, chim non kia ơi, ngươi mãi ở trong lồng như thế, có buồn không? Buồn, nếu ngươi thả nó ra, nó sẽ bị chết đói đấy. Pháo Thiên Minh thấy trên bàn có hai chén chè đậu đỏ, chắc hẳn là muốn dùng đá làm mát rồi mới uống. Y lặng lẽ lấy ra một gói sữa bột Tam Lộc bỏ vào mỗi chén một thìa cà phê. Khuấy đều một cái, chè đậu đỏ chuyển thành màu xanh đậu phộng, còn tỏa mùi chao thoang thoảng. Đúng là thằng ngu mới uống cái này, cho dù chết, ít ra cũng được tự do chứ. Sao vậy? Cô cảm thấy buồn chán, muốn ra ngoài dạo chơi một chút à? Pháo Thiên Minh suy nghĩ một lúc, thấy công chúa này nhân phẩm khá tốt, nếu bất cẩn uống phải thứ này thì thật sự không thể tha thứ. Vì thế y đổ một chén xuống lọ hoa cạnh bàn. Chỉ thấy những bông hoa tươi nhanh chóng héo úa, không đầy 3 giây đã trở thành cho bụi tan đi mất.
Phó Thiên Minh hài lòng, chỉ cần có người dám uống, không thể có chuyện không chết. Nhưng trước tiên phải có ai đó chịu uống thì được. Đáng tiếc, cung cấm quá thâm sâu. Công chúa nhìn bầu trời trong xanh. Vậy sao không để ta đưa cô đi dạo chơi một chút? Được đó. Nhưng công chúa lại buồn rầu nói, nương nương sẽ không đồng ý đâu. Ta có cách. Phó Thiên Minh khuấy chén chè nói, cô xem, đây là thuốc mê, chỉ cần cho nương nương uống vào, người sẽ ngủ say nửa khắc, lúc đó chúng ta sẽ lẻn ra ngoài. Thế nào? Công chúa cúi xuống ngửi thử nói, thuốc mê của ngươi có mùi lạ thật đấy, không biết có tác dụng gì không. Hơn nữa, làm như vậy thật sự không đúng. Thật ra làm con chim nhỏ cũng rất tốt, bên ngoài loạn lắm, quán ăn mọc khắp nơi, các nghệ nhân rong ruổi đầy đường. Còn có người đọc sách nữa, cứ ồn ào quá, chẳng có chỗ nào vắng vẻ. Công chúa không nhịn được nuốt nước bọt một cái. Còn nữa, đấy mới chỉ tính riêng Hàng Châu thôi, những nơi như Vân Nam, Đại Lý. Cứ như chúng cùng một nơi vậy, dù sao món ngon đâu đâu cũng có, khiến người ta phân vân lựa chọn mà hàng ngày chẳng biết ăn gì. Còn tệ hơn là những người bán kẹo bánh giao bán ầm ĩ khắp nơi. Còn nữa như võ đang của chúng ta, phong cảnh vốn rất đẹp nhưng có một bầy khỉ nghịch ngợm cứ hay trêu ghẹo người khác. Phó Thiên Minh nói chưa dứt lời, công chúa đã nói, ta sẽ thu xếp đồ đạc, chớ có lừa ta nhé. Ta tuyệt đối không lừa cô, nếu ta lừa cô thì để cho huynh đệ tốt nhất của ta bị sao băng đập chết. Công chúa gật đầu nói, ngươi ra chờ bên ngoài, ta sẽ dọn dẹp một chút, khi nào nương nương đến ta sẽ lừa người uống thuốc mê. Phó Thiên Minh cười khẩy chờ bên ngoài cửa, không bao lâu Lý Thu Thủy trở lại, liếc nhìn Phó Thiên Minh hỏi, ngươi không xâm nhập trong phòng đấy chứ? Không có, tuyệt đối không. Phó Thiên Minh quả quyết lắc đầu nói, ừ, hiếm thấy ngươi trung thành bảo vệ công chúa như vậy, quyển tiêu dao cầm nã thủ này ta cho ngươi. Lý Thu Thủy đưa Phó Thiên Minh một quyển sách rồi bước vào phòng công chúa. Tiêu Dao cầm nã thủ chính là thuật cầm nã thủ mà Tiêu Dao phái mới có thể sử dụng, võ công trung cấp. Phó Thiên Minh liếc nhìn một cái rồi ném vào túi. Kể tiếp Lý Thu Thủy bước vào trong, trò chuyện vài câu với công chúa về chủ đề thích khách. Công chúa bưng chén chè đậu xanh lên nói, nương nương vất vả rồi, đây là món cháo đặc biệt ta thể đã chuẩn bị cho nương nương. Mùa hè nóng bức, nương nương nhớ giữ gìn sức khỏe. Lý Thu Thủy mỉm cười gật đầu nhận lấy chén chè đậu xanh, nghi ngờ hỏi, công chúa à, mùi vị này có vẻ hơi lạ đấy. Công chúa cười đáp, quả thật hơi lạ, vừa nãy ta cũng uống một chén, cung nữ nói đây là ngự y đặc biệt pha thêm thảo dược. Dù sao cũng là món giải nhiệt hiếm có, Lý Thu Thủy vẫn cảm thấy kỳ lạ, nhưng thấy dư vị còn sót lại trong chén của công chúa, rõ ràng là đã uống cạn. Vậy nên nói, vậy thì cảm tạ công chúa. Nói rồi nhẹ nhàng uống một ngụm. Nhưng ả vốn là người cẩn trọng, nếu không đâu đợi đến lúc Thiên Sơn Đồng Ma phản lão hoàn đồng mới tìm tới gây sự. Một luồng nội lực bảo vệ trái tim, cho dù biết có tam tiếu truy hồn tán, ả cũng không để ý nhiều. Vừa nuốt xuống bụng, Lý Thu Thủy lập tức phát hiện không ổn, ngũ tạng lục phủ như bị lửa thiêu, ngay cả vết sẹo mặt cũng đau nhói. Ả ném chén xuống đất, lăn lộn kêu la. Công chúa kinh hoàng, vội hốt hoảng hô, sao lại thế này? Phó Thiên Minh biết mình đã thành công, chạy vào xem, mụ phù thủy kia vẫn chưa chết. Y đang định rút kiếm giết người, nhưng lại không tiện làm trước mặt công chúa. Đành phải nói, toàn bộ là do cái miệng quạ đen của cô, thuốc mê hỏng mất rồi, hiện giờ nương nương đang bị tiêu chảy. Cô mau đi tìm vài cung nữ đến hầu hạ đi. Công chúa lúng túng, vội vàng chạy đi tìm người giúp đỡ. Phó Thiên Minh rút kiếm đâm tới, không ngờ cho Lý Thu Thủy bị trúng độc vẫn cảm nhận được sát ý, lăn người sang một bên tránh né. Phó Thiên Minh lại đâm tới, Lý Thu Thủy tức giận trừng mắt nhìn Phó Thiên Minh nhưng không thể thốt ra lời nào. Phó Thiên Minh phải dùng hết 10 thành nội lực mới rút lại được kiếm, không dám đâm nữa, sợ bị giật mất. Xem ra phải chuẩn bị thêm vài thanh kiếm dự phòng mới được. Nương nương à, nếu như ngươi có thể nhường một bước, ngươi ép chất độc, ta mang công chúa đi, ngươi thấy thế nào? Phó Thiên Minh lấy tiểu lý phi đao ra đe dọa. Lý Thu Thủy đầu đẫm mồ hôi lạnh, khan giọng thều thào, ác tặc cho ta ăn thứ gì? Sữa bột tam lộc, cho dù ta nói ngươi cũng không tin đúng không, ngươi đừng hỏi nữa. Mau quyết định đi, nếu không khi nào công chúa trở lại, ta chỉ có thể nói với cô rằng ngươi bị thích khách ám sát. Lý Thu Thủy ném ra một quyển sách, quát lớn, nếu ngươi dám lừa ta có thành quỷ cũng không tha cho ngươi.
tuyệt học không trọn vẹn tiểu vô tướng công, có học không, chọn có thì hệ thống hỏi, đây đều là nội công tuyệt đỉnh của đạo gia, có muốn chuyển hóa thành chân võ tâm pháp không? Phó Thiên Minh hứng khởi chọn có, học được chân võ tâm pháp, đả thông được, hai mạch nhâm và đốc, bảy thành nội lực có thể sinh sôi không ngừng. Chương 100, bắt cóc công chúa. Phó Thiên Minh rút kiếm, vận đẩy bảy thành nội lực, kiếm khí ba thước phát ra tự nhiên. Y cười khoái trá nhìn Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy thấy vậy, tức giận đến ngất xỉu. Phó Thiên Minh vui mừng, định tung hoành giết người. Nhưng nghe thấy tiếng bước chân của công chúa tới gần, Phó Thiên Minh thở dài nói, ai? Xem như ngươi tốt số, mặc dù công chúa chỉ là NPC nhưng đã giúp đỡ ta nhiều, trước mặt cô ta thật sự không tiện ra tay. Công chúa dẫn hai cung nữ trở lại, kinh ngạc hỏi, làm sao mà ra nông nỗi này? Đã có tác dụng rồi, chúng ta đi thôi. Công chúa ngồi xuống kiểm tra hơi thở của Lý Thu Thủy, vẫn còn bình ổn. Vì vậy gật đầu dặn dò, các ngươi hầu hạ cho tốt. Hai cung nữ đáp dạ, không quan tâm tới chuyện công chúa chạy trốn, cùng nâng Lý Thu Thủy dậy tập trung chăm sóc. Phó Thiên Minh vừa bước ra khỏi phòng đã nhận được tin nhắn của Vũ Lý Hoa, nhiệm vụ kết thúc, mau quay về Linh Thiếu Cung. Trừ trà à, chuyện gì vậy? Chưa nói hoàn thành nhiệm vụ cũng chưa báo thất bại nhiệm vụ. Thuốc thì ta đã cho cô ả uống rồi, nhưng ả không chết thì ta cũng chẳng làm gì được. Ra ngoài rồi sẽ nói. Tập hợp ở cửa Nam. Được. Gặp nhau ở cửa Nam, Phó Thiên Minh nói sơ qua diễn biến với Vũ Lý Hoa. Hệ thống Đại Hạ Châu bắt đầu phát thanh, Tây Hạ Thiên Bình công chúa bị kẻ gian bắt cóc. Ai diệt trừ được gian nhân và đưa công chúa quay về an toàn sẽ được 1.000 vàng. Chết tiệt! Phó Thiên Minh nghe vậy không nhịn được chửi thề. Hiện giờ đạo đức của y đang sát vạch cảnh cáo, chỉ có thể giết thêm một người nữa thôi, nếu không sẽ bị truy nã lần hai. Chưa chắc Phong lão đầu sẽ xuất hiện nhưng Hư Ca chắc chắn sẽ đến điểm hóa y, có lẽ cả đời này cũng khó mà quay về võ đàng. Công chúa à, hay là cô về trước đi, tháng tới ta sẽ đến đón cô lại. Phó Thiên Minh nhìn đám đông căm phẫn bên ngoài cổng Nam Cung Điện, không khỏi hoảng sợ. Khinh công giỏi đến mấy cũng không bay xa như vậy được, huống hồ còn kéo theo một gánh nặng. Ngươi đã hứa không lừa ta mà. Công chúa bĩu môi, rất bất mãn với thái độ của Phó Thiên Minh. Phó Thiên Minh và Vũ Lý Hoa trao đổi vài câu, quyết định bỏ rơi công chúa. Đang định nói thì ba nhân vật NPC nhảy vào trước cổng Nam, im lặng nhìn ba người Phó Thiên Minh. Ba người đều là quen, Đoàn Duyên Khánh, Diệp Nhị Nương và Nhạc Lão Tam. Đoàn Duyên Khánh dùng nạng sắt chống xuống đất, bụng nói, thanh mai trừ trà, thả công chúa ra. Ta biết ngươi có thể bay nhanh, nhưng kéo theo công chúa thì tuyệt đối không thể đến trạm dịch. Một khi phượng thể công chúa có chuyện, ngươi có chết trăm lần cũng không bồi thường được. Ý ngươi là nếu công chúa chết, các ngươi sẽ truy sát ta 100 lần phải không? À. Đoàn Duyên Khánh kinh ngạc. Ngay cả lời nói ẩn ý sâu xa như vậy mà ngươi cũng có thể nghe ra à? Khâm phục thật đấy. Vậy thì ta nói thẳng nhé. Nếu các ngươi có thể đưa công chúa rời khỏi đây an toàn, sau này chắc chắn sẽ có lợi cho các ngươi. Nhưng nếu công chúa chết, không chỉ những người của nhất phẩm đường sẽ truy sát các ngươi, mà Lý Thu Thủy cũng không buông tha. Thực ra không phải 100 lần, chỉ cần giết cho xuống cấp 10 là đủ. Vậy ý ngươi là, chỉ cần ta phản đối ý kiến của các ngươi, các ngươi sẽ ra sức giết công chúa và công chúa cũng ra sức để cho các ngươi giết. Chúng ta vừa phải ứng phó với các ngươi, vừa phải đối phó với người chơi. Chưa kịp đến trạm dịch thì độc của Lý Thu Thủy đã hết, bà ta xông tới giết. Và mục tiêu của bà ta không phải chúng ta mà là công chúa. Công chúa cũng sẽ anh dũng lao vào chỗ chết. Như vậy đúng chưa? Ừm, ngươi có thể hiểu như vậy. Vũ Lý Hoa khóc lóc, thấy đê tiện rồi. Nhưng chưa thấy ai đê tiện thế này. Trừ trà à, bây giờ phải làm sao? Có vẻ như mang công chúa này ra ngoài sẽ rất có lợi, nếu không đâu có nhiệm vụ khó khăn thế này. Phó Thiên Minh thở dài quay lại nói, công chúa à, mấy ngày nữa ta sẽ lại đến đón cô. Công chúa định phản đối thì Phó Thiên Minh dùng vỏ kiếm đánh vào sau gáy khiến cô ngất xỉu tại chỗ. Dù không biết lợi ích ra sao, nhưng hôm nay chắc chắn không thể đưa công chúa đi được. Chỉ có thể đợi sau này tập hợp cao thủ, đạo đức cao hơn rồi tính tiếp. Nhưng chi tiết nhiệm vụ ẩn đã bị người ngoài nghe hết, chắc chắn sẽ có nhiều người liều mạng. Chỉ sợ có kẻ thông minh tìm ra cách phá giải thôi. Người trong giang hồ, ai tránh khỏi dao kiếm.
Đoàn Duyên Khánh gật đầu, nhị nương, đưa công chúa vào trong đi. Tiểu tử kia, ta thấy ngươi rất thuận mắt, ngươi có muốn bái ta làm thầy không? Ta có thể truyền thụ trực tiếp cho ngươi tuyệt học không trọn vẹn nhất dương chỉ. Sau đó chỉ cần ngươi giết Kiều Phong, sẽ có thể học được nhất dương chỉ hoàn chỉnh. Hơn nữa không cần phản bội sư phụ nữa, ngươi xem điều kiện thế nào. Ta không họ Đoàn, có thể thêm vào. Đoàn Thanh Mai Trừ Trà. Thanh Mai Trừ Trà Đoàn, nghe không hay lắm. Hơn nữa sao ngươi lại đi gây chuyện với Kiều Phong? Theo ta biết, võ công của hắn ghê gớm lắm. Có đồng ý không? Không đồng ý, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi muốn làm chuyện xấu gì. Chỉ cần ta đồng ý đi giết Bằng Hữu Hữu, đạo đức của ta sẽ về không ngay. Đến lúc thì võ đang sẽ ra tay tiêu diệt kẻ phản bội. Vũ Lý Hoa kinh ngạc, Trừ Trà à, ta phải rửa mắt nhìn ngươi, ngươi lại có thể nhìn thấu mưu kế phức tạp như vậy. Bị chơi nhiều rồi, tự nhiên sẽ hiểu thôi. Pháo Thiên Minh buồn bã rơi nước mắt, để cho Dĩ Vãng theo gió bay đi. Kẻ đầu tiên hãm hại ta là trưởng làng đó, rồi Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành. Cho đến Nhiếp Phong, Đoàn Duyên Khánh, khắp nơi đều đầy bẫy và báu vật. Nếu không nhờ Pháo Thiên Minh nhân phẩm kiên cường, may mắn hơn người, đã bị hãm hại tàn tật từ lâu, nhưng cũng rèn luyện được một đôi mắt tinh, đời và tấm lòng thấu suốt, nhiều lần nhận ra âm mưu. Chỉ có điều y quên mưu kế độc ác của đám thiết kế vượt quá trí tưởng tượng của y. Ha ha! Sắc mặt Đoàn Duyên Khánh vẫn đơ đơ nhưng tiếng cười lại vang lên từ trong bụng, bên ta có thiệp mời dành cho ngươi, không biết ngươi có hứng thú không? Thiệp mời? Có hứng thú? Khoan! Có phải đồ có thể phá hủy không? Đúng, thế thì được. Pháo Thiên Minh nhận lấy tờ mời xem, hóa ra là ngày mùng 4 tháng tới, tức còn khoảng một tháng nữa, thư mời của Lung Ách tiên sinh Tô Tinh Hà ở Lôi Cổ Sơn. Mời tham gia bàn cờ chân lung, dùng thiệp mời này có thể vào phó bản Lôi Cổ Sơn. Bàn cờ chân lung là cái gì? Nói cho ngươi cũng được, đó là một thế tàn cục trong cờ vây. Chỉ cần ngươi có thể phá vỡ tàn cục này, cộng với thành tích võ học hiện tại của ngươi, chắc chắn sẽ vượt qua ta. Hừ, nếu là cờ tướng ít nhiều vẫn còn biết chút đỉnh. Còn cờ vây, đây không phải là sắp sẵn quà kỳ thủ chuyên nghiệp hay sao? Đoàn Duyên Khánh cười, không có gì là tuyệt đối cả, chúng ta đi thôi. Rồi cùng Nhạc Lão Tam biến mất vào nơi sâu thẳm trong hoàng cung. Chân lung thì ta biết đấy. Vũ Lý Hoa tỏ vẻ rất đắc ý, tưởng mình nói câu rất hài hước. Ồ, chính là lồng hấp gạo, cơm nấu trong đó mới thơm ngon. Pháo Thiên Minh gương mặt đen sì, định phát tác thì bỗng nhận được cú điện thoại. Trừ Trà, cứu mạng, người gọi chính là Vô Song Ngư. Ngươi gọi nhầm rồi, bên ta đây không phải cấp cứu đâu. Mặt Pháo Thiên Minh đầy vẻ mờ ám, mấy người cứ tìm đến mình xin giúp đỡ, chẳng hề biết ngượng ngùng chút nào, chẳng lẽ trong lòng bọn họ thoải mái lắm à? Không biết xấu hổ chút nào à? Rõ ràng Vô Song Ngư rất bực bội, ngươi đến Lạc Dương, ta sẽ đón ngươi, mẹ nó cái chỗ mà chim cũng không bay lên được mà còn bắt ta phải leo lên. Địa điểm gì mà chim cũng không bay lên được, Ma Thiên Nhai. Các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Võ Lâm Bá Đồ của tác giả Hà Tả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.